Anh Khanh. Trời ơi. Trời ơi, chói mắt quá anh ơi. Chói mắt quá. Trời, tao ngồi trong sân vườn có nắng có nít gì đâu mà chói. Không, em không nói ánh nắng mặt trời, mà em nói cái ánh nắng, cái tia sáng, cái hào quang nó tỏa ra từ trong cái cơ thể của anh. Trời ơi, dạo này chắc làm ăn được lắm đúng không anh? Được, mày làm ăn cũng ổn. Nhìn ông anh của em làm ăn được, làm ăn ổn, tiền nó vào mà em cảm giác em tâm hồn em nó phơi phới, em hạnh phúc lây luôn á. Thì đó. Trả nợ cho em với. Ủa, thiếu nợ gì ta? Ôi anh ơi, chắc anh mua lâu rồi nó quên nên cái tiền mà hôm bữa anh mua cái cây cảnh nhà em thiếu á. Mua cây nào ta? Cây này luôn anh. Cây anh đang chăm sóc luôn á. Gì hả? Anh hôm đấy anh mua anh nói là chiều quay lại trả tiền, mà cái chiều ngày hôm ấy nó từ năm ngoái rồi. Cũng nửa năm rồi anh. Thôi mày gái gần tao mấy bữa nữa đi. Ủa anh không có tiền luôn hả? Không phải không có, mà mấy nay tiền tao giải vay ngân hàng này kia hết rồi, chưa có gom lại được. Gán đi, gán gồng mấy bữa nữa mày. Thôi anh ơi, em thì em gồng được, nhưng mà vợ em nó không gồng được anh ơi. Hôm nay mà em không lấy tiền được của anh, trời ơi, về nó chửi, nó la em. Tội nghiệp lắm anh ơi. Trời, mặt mày cũng sợ vợ nữa hả? Ủa mặt nào mà không sợ vợ anh? Anh thấy có bao giờ em đội mũ, đội nón gì đâu, để chừa cái đầu để đội vợ lên đấy. Thôi gán gồng tao mấy bữa nữa đi. Mở sáng sớm mày qua mày đòi nợ rồi. Gì mày? Gọi mát vợ mày hả? Không 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 anh. Alo anh Ché hả? Anh Khanh, anh mới trả nợ em rồi đó. Anh qua nhà anh. Bao nhiêu tao trả rồi mày? Này tiền làm ăn được lắm. Được rồi quá. Dạ từ còn nữa anh. Còn nữa. Được rồi. Bây giờ mày. Ý em còn điện thoại em nhiều tiền lắm, anh yên tâm đi. Alo Phước hả? Mày qua nhà anh Khanh ngay nha. Anh ấy mới trả tiền tao đó, ví dày lắm. Ok. Sao bao nhiêu anh trả cho, anh còn nợ nhiêu? Không, anh tiền cái gì giải vây ngân hàng gì đó thôi, em cũng. Bây giờ tao gỡ một chiếc 200 nha. Trong ví anh đủ 350 mà. Một chút tao còn trả cho thằng Phước với thằng Ché nó qua em, nó cứ đưa đây em. Đây coi như là 340 nha, em bo anh 10.000 nha. Anh yên tâm đi, hồi nãy em gọi giỡn thôi. Nó không qua đâu nhá. Lần sau đừng có tới quán em mua thiếu nữa nha. Bo cho anh 10.000 đó. Các em ở nhà ngoan nha. Chịu khó hay ăn trong lớn. Để anh đi đón nữ hoàng của anh rồi về anh lại chăm sóc các em tiếp nha. Chào anh hả? Dạ em chào chị. Chị cần em gì? Hỏi đây có phải chỗ bán cây kiểng với cây giống không ạ? Dạ đúng rồi chị ạ. Xin giới thiệu với chị. Đây, nhà em là chuyên bán và cung cấp tất cả các loại cây cảnh, cây kiểng, rồi cây ăn quả luôn. Chị cứ tưởng tượng như một cái hệ sinh thái, một cái khu rừng được bảo tồn đó, giống như là Amazon ấy, giống như là những cái khu rừng mà có trong sách đỏ, những cái loại động vật hay những cái loại cây quý hiếm mà không tìm được ở trên thế giới, thì vườn em nó giống như là như vậy ạ. Vườn em thì nó có những cái loại cây mà nó đẹp, nó độc và chị chỉ có thể tìm thấy ở đây thôi. Còn chị đi khắp cái trái đất hình tròn màu xanh này, chị sẽ không kiếm được một cái cây nào được như cây nhà em hết á. Em không có cần nhiều vậy đâu anh ơi. Chị không cần nhiều, tức là chị cần một cái loại cây mà nó độc và lạ đúng không? Như em đã nói đấy, ở vườn của em thì nó là một cái kiệt tác của nghệ thuật chị ạ. Nó gói gọn vào chỉ trong một cái cây cảnh thôi, nhưng nó mang một cái tầm nghệ thuật trên tầm tay với. Nếu mà chị cần những cái loại cây mà nó độc một chút xíu thì ở chỗ em có luôn. Ở chỗ em thì có các loại như là các cây si đột biến này, cây xanh đột biến này, cây sứ đột biến này, và có cả rau muống đột biến nữa. Cái loại đấy chỉ xào với lại thịt bò, nhưng mà nó lại có hương vị của thiên lý. Hay lắm chị ạ. Ở đây em có cái cây mà nó không cần to lắm đâu. Là cây không cần to à? Dạ. Nhưng mà nó phải che đủ bóng mát. Không. Là nó vừa vừa thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà mùa thu á là nó đừng có rụng lá nha, quét cực lắm. Mùa thu không rụng lá. Mà mùa đông á là cũng che nắng mặt trời. Mày có cây đó không? Cây đấy thì ở vườn em không có, nhưng mà em biết có một nơi có chị ạ. Cây gì anh? Cây dù. Chỉ có cây dù nó mới đáp ứng được cái nhu cầu của chị thôi. Nó cũng không cần phải tưới nước nữa. Mùa đông chị muốn không che ánh nắng thì chị cụp cái dù lại. Còn mùa thu nó không bao giờ rụng lá đâu chị ạ. Chị chỉ sợ mùa mưa thôi, nó nằm rách cái dù thôi. Giỡn có tí xíu mà anh làm gì anh căng dữ vậy? Chị giỡn như vậy mà một tí hả? Giỡn như vậy thì em không căng không được chị ạ. Hết ca của em rồi, em về trước nha chị.
thôi vuốt giận. Đi ngang qua đây nè, tôi thấy cay quá trời luôn. Nay mới để dành ít tiền để mua. À, là chị tới đây mua cây thật đúng không? Mua là nhìn thấy vườn em đẹp quá đúng không? Đúng rồi. Vậy nói vậy cho nó nhanh, nó gọn. Chị vào lại cứ đùa làm cái gì? Đấy, chị cần cây nào đấy? Đây, cứ chỉ đi em. Dạ. Đây, cái này là cây sứ. Dạ, đấy. Đấy, bông rất là đẹp luôn. Đỏ phai, đỏ nhạt. Cái này đẹp quá anh ha. Chị đúng là có con mắt nghệ thuật đó. Em nói thật với chị nha, cây này ấy là một trong những cây đẹp nhất trong cái khu vườn của nhà em. Yeah. Em nói thật, có hàng ngàn người hỏi mua cây này rồi nhưng mà em chưa bán được, bởi vì em nhìn vào mắt người ta đấy, chưa có cái gọi là cái nghệ thuật. Chị hiểu không? Em phải nhìn đấy, em nhưng mà em khi em nhìn vào mắt chị ấy, là nó có một cái sự nghệ thuật, có một cái sự yêu cây. Chị có thể yêu cây hơn con, yêu cây hơn cha hơn mẹ. Đó, em mới quyết định bán cho chị cây này. Rồi, cây này giá nhiêu? Giá cả không quan trọng chị ạ. Quan trọng là cái nét nghệ thuật mà cái cây này nó mang tới. Cây cảnh mình trồng không chỉ để nó ra hoa ra lá, trồng để mình thưởng thức, để mình nhìn. Và không, cái cây này chị có thể nhìn ấy, nhìn nó rất là hài hòa luôn. Lá màu xanh, ngọn màu xanh luôn. Và gốc thì nằm bên dưới, còn ngọn thì nằm bên trên. Nhìn nó rất là hài hòa. Ủa, cây nào nó cũng vậy mà. Cái cây thì cái nào gốc không nằm dưới, đọt không nằm trên. Không, ý em nói là cái sự hài hòa của nó. Còn gốc nằm bên dưới thì đúng rồi, nhưng mà quan trọng là cái cách em tỉa. Và chị nhìn cái tán cây này đi, em cắt theo cái thế gọi là long lân quy phụ. Đó, quy họp, quy tụ vào với nhau. Và khi chị mua cái cây này về thì nó sẽ tạo ra một cái sự đoàn tụ. Giống như là chồng chị bỏ đi này, có thể là giận chị hoặc là không thích ở với chị, tính tình chị không có hợp với lại người chồng, người chồng bỏ đi, có thể là lấy một người khác. Nhưng sau khi chị mua cái cây này về thì người chồng chị lại yêu thương chị, lại quay trở về với chị. Vậy luôn hả? Dạ. Mà tôi chưa có chồng. Chưa có luôn hả? Chưa. À, nếu vậy thì bố mẹ chị, có thể chị sống với bố mẹ rất là bất hiếu, bố mẹ giận chị quá bỏ chị đi. Nhưng sau khi chị mua cái cây này về thì bố mẹ chị lại yêu thương chị, lại quay về với chị. Vậy luôn á hả? Dạ. Bố mẹ tôi mất rồi. À, cái này nhiêu? Dạ, giá cả không thành vấn đề chị ạ. 3 triệu. 3 triệu? Dạ đúng rồi, em bán giá hữu nghị cho chị á. Tôi để dành mất có 300. Để về để dành tiền tiếp ha. Bữa nào đủ tiền thì mua. Thì thôi nha, tôi về nha. Bye anh. Chị ơi. Trời ơi, chị để dành 3 triệu cho cái cây này của em nó chết luôn rồi quá. Có 300 xong ra chợ mua rau luôn đi, bày đặt vào cái vườn sinh thái như người ta mua cây cảnh. Thôi chết, trễ giờ mất rồi. Ôi, nữ hoàng của anh. Nữ hoàng gì mà nữ hoàng? Anh biết đứng đây đợi anh nãy giờ không? Đợi. Có người mua cây, anh tư vấn cho người ta. Thì tư vấn cây, tư vấn nhanh nhanh lên. Biết vợ mình làm gì mệt không? Ôi, anh biết rồi, đang ở ngoài đường chỉ cười ghê. Rồi bà con hàng xóm chạy xe máy, xe đạp qua cười quá trời ghê. Vợ mình mệt không lo mà lo người ta cười. Thôi đi về đi, mệt quá. Lên xe đi, về nhà muốn làm gì anh cũng được. Hành hạ anh thế nào, đây, thế nào cũng được. Đây, cứ để anh. Cái mệt quá. Làm cả ngày đã mệt rồi mà bắt chờ với đợi nữa. Thôi, cười lên cái đi. Nhăn nhó nhiều. Thôi, chạy đi. Được rồi, đây. Anh chạy nhá. Chạy đi. Đây rồi. Buông nó đi. Trời ơi, ôm vào cho nó an toàn vợ ơi. Trời đã nóng rồi nè. Ở trong người còn nóng hơn nữa, ôm nhát cái gì. Anh đã nói là tại anh lo bán cây cho nên là mới trễ một chút xíu à. Thôi chịu khó ôm anh miếng đi cho nó an toàn. Xíu về muốn làm gì anh cũng được, hành hạ, chửi bới, la mắng anh thế nào cũng được mà. Tay kia đâu rồi? Đấy. Đấy, ôm như vậy có phải nó ấm áp không? Trời ơi. Nào, tụi mày chạy xe kiểu gì vậy? Ra đường, nhìn đường, nhìn xá, lo ôm cái.
đúng xe người ta thấy không? Là, anh ơi, cái này không phải gái, cái này vợ em. Hai vợ chồng em mới cãi nhau, mới làm hòa được, cho nên là ôm nhau để lấy lại tình cảm á. Nên là em không để ý tới anh. Đó là chuyện của gia đình mày, bây giờ đúng xe tao nè, bồi thường đi. Anh bình tĩnh đã anh ơi. Em có sao không em? Em không sao, anh có sao không? Anh không sao. Ê, trời ơi, đụng xe người ta chưa bồi thường, bây giờ đứng đây tình cảm hả? Tao không có thời gian rảnh để coi tụi mày nha. Nè cái anh kia, chồng tôi đã xin lỗi anh rồi, trong khi anh mới là người có lỗi á. Anh từ trong bên quẹo qua đây nè, thì anh phải nhìn đường nhìn xá chứ. Tao không thích nhìn đường nhìn xá sao? Vợ chồng mày có lỗi, tụi mày phải bồi thường cho tao đó. Nói chuyện với phụ nữ không có chỉ tao vô mặt vậy nha. Tao thích chỉ rồi làm sao? Bây giờ có bồi thường không? Không. Tao nói mày biết nghe, cuộc đời của tao ghét nhất là phụ nữ mà bép xép kiểu đó. Anh Khoa, thì ra anh là cuộc đời tôi ghét nhất là phụ nữ là bép xép á. Cái anh kia, bình tĩnh anh ơi, dám đánh chồng tôi hả? Còn sao? Trời ơi em ơi. Trời. Ủa đâu rồi? Đi mất rồi em. Thôi thôi bỏ cái cây xuống đi em. Trời ơi thôi, chuyện có gì đâu mà, bỏ qua cho người ta đi. Chậm một chút mà chết với chị á. Anh có sao không? Không sao đâu mà, nó tán vào mũ. May quá chứ tán vào mặt chắc nát mặt rồi. Mà anh Khoa nè. Hả? Anh cứ yếu đuối vậy hoài là em lo lắng quá. Rồi lỡ như sau này á, rồi mình có con, rồi em đi công tác xa, ai lo cho con, ai bảo vệ con hả? Còn có em mà. Đó nói là em đi công tác xa mà. Thì anh chờ em về giải quyết sau cũng được. Thôi đi về. Đi về đi. Anh làm gì vậy? Anh ném, ném nó đi nhìn nguy hiểm quá. Đi, lên xe em. Không sao thiệt đúng không? Thật không sao. Anh hai, em vừa mới chạm mặt với hắn, và em khẳng định chắc chắn hắn là sống ở vùng này. Kêu thằng Giáp tiếp cận nó đi. Dạ. Giáp hả? Tới nhà rồi, nữ hoàng của anh. Nè, nón nè. Đưa anh cất cho. Em tiền nè. Cái gì vậy? Sao tuần này ít tiền vậy? Mấy tuần trước nhiều hơn mà. Anh làm những số tiền này rồi hả? Không có, anh trích một ít ra để anh mua cây đầu tư. Một ít hả? Nhiều thì có chứ một ít cái gì? Đầu tư lúc nào cũng mua cho nhiều cây vô rồi ôm ở đó. Em này, anh này chỉ có ôm vợ thôi, làm sao mà đi ôm cây. Cây là anh mua những cái cây nó xấu về, sau đó qua cái bàn tay con mắt nghệ thuật của anh mới nhào lặn nó, anh cho nó cây nó đẹp lên, nó có thế có dáng, bán được nhiều tiền hơn. Bán nhiều tiền hả? Không biết bán được nhiều. Nói cho anh biết nha, có những người làm cái gì đụng vô cái gì là cái đó hạ giá là rẻ lại à. Đó là người ta thôi, còn anh làm sao mà rẻ đi được. Anh mua đây, cây này này, ngày xưa anh mua 3 triệu này. Đó, bây giờ qua bàn tay chăm sóc của anh em thấy không? Giờ được nhiêu? 3 triệu. Cũng vậy, mấy năm rồi đó. Nhưng mà ít ra nó đâu rẻ đi đâu em, nó vẫn giữ nguyên giá mà. Rồi bao giờ mới lên giá? Thì cái 10, 20, 30 năm nữa kiểu gì nó chẳng lên. Cây này nó phát triển, nó giá nó sẽ lên theo tuổi thọ nó mà. Dạ, cho em hỏi đây có phải là nhà của anh Khoa bonsai không ạ? Dạ đúng rồi. Anh tới mua cây kiển hả? Dạ đúng rồi dạ. Chị, anh cứ coi đi nha, ở đây nhiều cây lắm á. Em nghĩ là em chấm được cây đó đó chị. À cái cây này hả? Dạ đúng rồi. Mình bán cây này bao nhiêu chị? Cây này không bán. Bán. Anh coi đi. Cái cây này giá 5 triệu á. 5 triệu hả? Dạ. Tại vì từ lúc mà em bước vô tiệm của mình á, là em thích cái cây này liền luôn. Dạ đúng rồi, cái cây này đây em bán 5 triệu chứ mấy chỗ khác bán mắc hơn nhiều. À vậy hả, vậy mình chốt cho em cây này nha. Dạ chốt luôn. Ủa rồi bây giờ anh chở về luôn hay sao anh? À
Không biết là em có thể nhờ anh Khoa đây chở về giùm em được không ạ? Tại vì em không có đi xe. À, dạ được chứ. Trời ơi, khách hàng là thượng đế mà. Chỉ cần anh bước chân vô nhà là tụi em giao hàng tới trước cửa liền. Trời, cây đã đẹp rồi, chủ cây còn chu đáo nữa. Cảm ơn anh quá khen. Khoanh tay làm gì? Lo lấy cây giao hàng cho khách đi kìa. Vậy em đi vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thôi anh để giao anh... đi rồi em nốt em. Thôi được rồi, để anh giao cây xong anh về anh nốt cơm cho. Đi vào tắm đi em. Vậy giao nha. Được rồi, được rồi. Cảm ơn anh. Để và anh nấu cơm nha. Anh Khoa. Tại sao mày biết tao đây? Với cái danh tiếng của đại ca thì em chỉ cần nhín một chút thôi là biết được mà. Mày tìm tao có chuyện gì? Em nể anh thật đó anh Khoa. Đường đường là sát thủ máu lạnh lẫy lừng một thời của giang hồ. Vậy mà bây giờ chấp nhận về quê, ở ẩn, trồng cây. Nhiều khi em cũng muốn được như anh. Nhưng mà em chưa tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Mày lắm mồm quá. Tao hỏi mày tìm tao có chuyện gì? Anh có còn nhớ anh Long Đen không? Anh Long Đen giao cho em nhiệm vụ giải quyết một người. Thù lao rất là lớn. Nhưng mà với sức của em thì không được. Em muốn nhờ anh giúp em vụ này. Tao đã rửa tay gác kiếm rồi. Mày đừng bao giờ tìm tao nữa. Anh suy nghĩ kỹ đi anh Khoa. Thù lao của vụ này anh trồng cây tới cuối đời cũng không có được đâu. Tao đã nói không là không. Mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Và đặc biệt đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tao. Tao không muốn cô ấy biết về quá khứ của tao. Còn nếu không á, thì mày biết tính tao rồi đó. Chà, dạo này anh Khoa buôn bán có vẻ được ta. Doanh thu có vẻ tăng nè. Giỏi. Dạ chị ơi. Chị ơi. Dạ. Dạ chị cho em hỏi nhà này phải nhà anh Khoa không chị? Dạ đúng rồi. Anh tìm anh Khoa có việc gì không? Mua cây kiển hả? Dạ không phải. Anh Khoa chồng chị bị tai nạn rồi. Chị ra liền đi. Trời, chồng tôi bị tai nạn hả? Dạ. Ở đâu vậy anh? Dạ ngoài ngã tư này nè chị. Ngã tư nào vậy anh? Thôi vậy chị đi theo em đi. Em chở chị ra đó cho nhanh. Dạ dạ. Dạ. Anh chở giùm em nha. Dạ. Vợ ơi, anh về rồi đây. Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ. Tại sao mà chỉ cần ngoan ngoãn rồi từ từ sẽ được thả. Bắt người ta mà kêu người ta ngoan ngoãn. À, tôi nhớ ra anh rồi. Anh là cái người hồi sáng đụng xe vô vợ chồng tôi đúng không? Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn ích kỷ. Đụng xe có một cái bắt tôi định quy hiếp chồng tôi hả? Nè, chồng tôi không có tha cho anh đâu nha. Không hồn mày thả tôi ra đi đó.
Mày đang nhắc tới cái thằng ốm yếu trói gà không chặt đó đó. Tao nói cho mày biết, cuộc đời của tao á, ghét nhất là thể loại phụ nữ mà bép xép như mày. Khôn hồn thì ngoan ngoãn ngậm cái miệng mày lại, biết chưa hả? Ai cho mà đánh nó? Dạ em lỡ tay. Trước khi công việc hoàn thành, ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra đối với nó hết. Em biết rồi này. Vợ tao đâu? Nếu như cô ấy có chuyện gì, tao sẽ giết hết tụi mày. À, không có gì. Tao cho thấy cuộc sống mày quá khó khăn, cho nên muốn gửi một chút tiền cho mày xài thôi. Làm gì căng thẳng quá vậy? Không giống mày chút xíu nào hôm xưa. Lúc đó mày cực kỳ bình tĩnh mà. Vợ tao đâu? Mày muốn nói chuyện cô ấy à? Nhớ báo công an á. Em à, em ơi. Alo. Vợ mày có vẻ thương mày quá. Dặn dò từng ly từng tí. Hèn chi mày nổi tiếng sợ cô ta. Mày biết là tao muốn mày làm gì mà. Chỉ cần làm tốt công việc, tao sẽ trả vợ mày về cho mày. Tao nói mấy thằng Z rồi, tao không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa. Mày đừng có ép tao. Nhưng mày cũng biết tính tao mà, đúng không? Nếu như mày không làm, mày biết hậu quả như thế nào mà. Mày biết tính tao rồi đó. Nếu như vợ tao có chuyện gì ấy. Mình lớn hết rồi, đâu cần thiết phải chơi trò dọa nạt của trẻ em nữa, đúng không? Cứ làm tốt nhiệm vụ của mày, tao sẽ không làm cho vợ mày bất cứ một gì đau đớn cả. Nhưng nhớ nhanh nhanh lên, tao thấy cô ấy có vẻ sợ sệt. Mình biết luật rồi đó. Đừng làm gì được vậy mày bà. Nếu không, chuẩn bị nhận xác cô ta đi. Bọn này không phải bắt cóc tống tiền, mà là để ép chồng mình làm cái gì đó. Bằng mọi cách mình phải trốn khỏi đây. Nếu không, chồng mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà sao tụi nó nói chuyện với chồng mình lạ vậy ta? Sao mày dám phản tao? Anh đừng đánh em nữa. Anh cho đánh chết em cũng không được gì đâu. Thằng Long đang ở đâu? Anh thông cảm cho em. Anh rửa tay cái kiếm thì em cũng phải đi kiếm cơm chứ. Bây giờ anh chỉ cần làm theo lời anh Long nói thôi là được mà. Đâu có khó gì đâu anh. Tướng nhỏ ngon quá mày. Tao chịu hết nổi rồi đó. Cái nào ăn ăn, cái nào cúng cúng. Đúng thật, tướng nhỏ này ngon thật. Má mày, muốn ăn mà sầu sạo nữa. Làm sao? Giờ mày trước hay tao trước? Không nhớ hồi trưa à. Anh Toàn xem tí bị đại ca xử rồi đó.
Vô. Rồi vô đi. Chắc sau đợt này ta phải đi xả lũ. Vô nè, vô 50 nè. 50 hay 100? Tùy mày. Tao uống là nhộng đít không à. Chơi thì chơi à. Ok, anh về liền mà, đợi anh chút đi, cái gì đâu mà hối. Cô tưởng trốn được sao? Dậy! Dạ, em xin lỗi. Em xin lỗi, đại ca. Nè, tụi mày! Chứ có một đứa con gái cũng không xong. Em xin lỗi đại ca, lần sau không dám nữa. Lần sau cẩn thận không? Dạ, đại ca. Em xin lỗi, em xin lỗi đại ca. Wow, wow. Welcome mày trở lại vào thế giới của tụi tao. Cuối cùng cũng chịu ra tay giết người trở lại hả? Anh Hòa, anh không có được giết người. Nghe em không? Không có được giết người nha. Mày thấy không? Tao ganh tị với mày luôn đó Khoa. Mày có một người vợ thật xinh đẹp và cũng thật là yêu thương mày.
Mày đã kiểm tra chưa? Em theo sát nãy giờ thưa đại ca. Chính mắt em nhìn thấy thằng Bùm đã chết. Tốt. Vậy là xong việc anh hai. Anh hai, vậy... Đừng có quay lại. Có gì đâu mà em sợ. Chắc chắn anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em hơn thằng Khoa nhiều. Anh Khoa. Thằng ghét. Mẹ mày dám phản tao. Anh Tuân, em làm theo lời anh rồi đó. Anh tha cho em một mạng nha. Sao không em? Em không sao. Tụi nó có làm gì em không? Không sao. Mọi chuyện ổn hết rồi em à. Có anh ở đây rồi. Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh lại giết người? Em mới nói là anh không được giết người mà. Hằng à, anh đã từng là một thằng sát thủ. Anh đã từng làm rất nhiều điều xấu. Nhưng đó chỉ là con người ngày xưa của anh thôi. Còn kể từ khi gặp em, em không có muốn nghe nữa, anh đừng có nói nữa. Em bình tĩnh mà. Vì em, anh có thể thay đổi tất cả mà. Anh yêu em mà Hằng ơi. Nhưng mà em không thể sống với một người chồng sát nhân được. Em bình tĩnh nghe anh nói. Mày cứ giả bộ chết đi, nếu như không muốn chết thật. Nó dám thuê anh giết em sao? Chắc là em chiếm địa bàn của nó đó. Có lẽ tụi nó chưa biết mối quan hệ của tao và mày. Nó làm vậy là mưu đồ để anh giết em, để đổ tội cho anh đó. Cũng may là anh suy nghĩ. Mày biết tụi nó ở đâu không? Nắm đôi bàn tay trong gai gian nan ta cùng bước đi. Dù nhiều sóng gió cũng chẳng đem phải lệ ướt mi. Vì điều anh muốn mãi. Cái gì mà la thức thanh vậy anh? Hả?
Hổng lại bị bắt cóc. Anh Khoa ơi. Anh Khoa. Đây. Anh đây. Anh sao vậy? Con sâu. Trời ơi, em làm cái gì đấy? Anh làm gì vậy? Trời đất ơi, sát thủ lừng lẫy một thời, bây giờ cái con sâu nó nhỏ như cái đầu móng tay mà sợ. Nó to như thế mà nhỏ gì em? Cuộc đời của anh ấy, đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng mà anh chỉ sợ đúng hai con thôi. Hai con gì? Con sâu. Con gì nữa? Con vợ. Thiệt không? Thiệt. Cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Thoại Linh, sản phẩm thảo dược số 1 dành cho người viêm gan virus và sơ gan đã tài trợ chương trình này. Hotline 1-800-1190. Sai chưa? Dạ sai gì à? Mình phải kiếm cái điểm sai chứ. Hả? Bây giờ còn hỏi lại nữa hả? Dạ. Sai cái gì? Dạ sai cái đó đó. Đúng. Sai cái đó đó mà sai rất là trầm trọng. Dạ. Có biết mình là ai không? Dạ phục vụ. Còn tôi là ai? Dạ ông chủ. Biết được gì đó là tốt. Bữa nay tôi ra nội quy. Đi trễ trừ lương. Cãi lộn khách hàng trừ lương. Dạ. Đặc biệt cãi lộn với tôi là ông chủ miễn lương luôn. Ủa nhưng mà cái hả trừ lương học ý của cái nữa hả trừ lương không phải xóa lương luôn. Trời ơi tôi điên tôi bị điên rồi. Biết chừng nào người đó mới xảy ra ta. Đứng làm chủ sướng thiệt. Hỡi chút trừ lương. Một ngày đi, giấc mơ đó thành hiện thực đi. Trời ơi là trời nha. Tôi đè ra tôi trừ lương bấy bá luôn. Làm chủ sướng thiệt. Nói đi công việc xíu thôi mà đi tới giờ này chuyến chưa về. Dạ chú. Chú con hỏi đây có phải quán cơm vui vẻ một ngày cuối tuần không? Đúng rồi con, ngồi đi con. Ở đây á là cơm tắm một ngày nhưng mà chỉ có ngày cuối tuần thôi. Còn ngày thường là cơm tắm bẩn giá bình thường nha con. Dạ con biết mà, con chỉ muốn xác định đúng địa chỉ không thôi. Trời ơi đúng rồi đó, đây dạ. Cơm tắm vui vẻ mà. Dạ. Cho con cái một phần gì mà cái gì ở đây nổi tiếng cái chú? À, phần đặc biệt ở đây á hả? Dạ. Cơm ngon nhất là cơm xà bì trưởng. Nhưng mà xà bì trưởng là gì chú? À, xà bì trưởng là sườn bì chả đó con. Dạ lấy qua đó là cho vui mà. Không lấy chả. Rồi, chú sẽ làm cho con một dĩa sườn bì. Dạ. Chú. Nhưng mà sườn bì là làm như thế nào vậy chú? Muốn biết phải không? Phục trang. Âm thanh. Ánh sáng. Muốn có một dĩa cơm ngon, phải thực hiện các bước sau đây. Follow me. Thank you.
Và đây là dĩa cơm tấm xương bì. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Dạ chú ơi chú, để có một dĩa cơm ngon thì công thức làm như thế nào vậy chú? Ánh sáng, ấm ấm. Âm thanh, lấy ra. Nè, Cái gì vậy? Tao có kêu thực trang chưa? Hả? Mười mấy số rồi, bắt đầu xấu quá. Có số này đẹp thôi. Được có mấy giây hả? Cho trọn vẹn được không? Đi ra. Qua đây hỏi công thức hả? Khai đi, khai cho tôi biết. Cậu là người quán nào? Cậu là người quán nào gửi ở đây ăn cắp công thức của tôi, tính về cạnh tranh với quán của tôi hả? Trả lời đi. Chú hiểu lầm con rồi. Không có hiểu lầm. Hiểu lầm sao được? Thật qua ra... đây bị đặt hỏi công thức hả? Không, thật ra là con là người nước ngoài. Người nước ngoài, tại sao biết nói tiếng Việt? Dạ, tại vì con tình cờ nghe ba mẹ nói chuyện với bạn bằng tiếng Việt, nên con bắt ba mẹ phải dạy cho con. Hợp lý. Mà tại sao vậy? Người nước ngoài không ở nước ngoài, về đây làm gì? Dạ, tại con được nghỉ hè nên theo ba mẹ về đây để tìm hiểu quê hương đất nước. Rồi thấy sao? Dạ, con thấy có hai vấn đề. Một là giao thông, còn thứ hai, con thích nhất ẩm thực của Việt Nam. Con ăn được nhiều món rất là ngon chú. Ví dụ như bún bò này, phở nè, bánh mì thịt, bánh bèo. Và đặc biệt hôm nay con muốn đến thử món cơm tấm, vì con nói nghe nó rất là ngon luôn chú. Thì ra là con là dân ạc khám phá ẩm thực hả? Dạ. Vậy mà từ nãy giờ chú hiểu lầm, chú tưởng mày là gián điệp bên quán nào qua đây tính hại quán chú chứ. Dạ, đừng có đâu chú. À, dạ. Muốn khám phá cơm tấm đúng không? Dạ. Ngon xô dách, ăn thử đi. Con ăn nha. Ăn đi. Thơm quá chú. Thơm không? Ừ. Đó, dứt một phát ngập tận chân răng luôn. Sao? Số 1 chú. Trời ơi, nói gì nữa. Sườn này là ướt, là công thức bí truyền mà. Làm miếng bì đi con. Dạ. Đó. Nhiệt tình lên. Nhiệt tình lên. Sao? Thấy sao? Tuyệt vời phải không? Ngon chú à. Quá tuyệt vời luôn. Dứt miếng cơm đi. Mỡ hành vô nữa. Đúng rồi. Đó. Ăn đi thương thiệt á. Trời ơi. Dạ, con cảm ơn chú đã cho con một bữa ăn ngon. Trời ơi, nói gì nữa. Cơm sườn của chú nổi tiếng ở đây mà. Nha, nhắc tới cơm xà bị trưởng là biết là quán của Long Đẹp Trai. Vậy nhất định con sẽ quay lại đây. Chắc chắn chứ. Con sẽ dẫn mẹ con lại nữa để thưởng thức món cơm tấm sườn này. Nè, chú nói cho con biết, mẹ con chỉ cần thưởng thức một lần thôi, đảm bảo mẹ con sẽ thích mê. Dạ. Giờ chắc cũng trễ rồi. Vậy con đi trước nha chú. Thôi, đi đi. Dạ. Về nghỉ ngơi sớm nha. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Đi con nhất định quay lại chú à. Ừ. Nhớ nha. Quay lại chú sẽ phục vụ cho con nha. Thằng bé thiệt là đáng yêu. Sao con này thấy quen quen à? À, của ông chủ. Ủa, sao những cái này là hình như là tới cái gì ta? À nhớ rồi, quên tính tiền. Ê! Ba chục. Ba chục. Trời ơi, thằng bé thiệt là đáng ghét mà. Chà, may quán đông dữ ta. Trời, hôm bữa tao nói mày làm sao? Bữa này bữa khác mà. Cãi cãi. Con sai, xin lỗi ông chủ. Rồi vô đây đứng rồi tiện đi đi vòng vòng giống như là đi bảo vệ vậy. Thì coi vòng vòng coi. Ông trai, ăn lo ăn đi đừng bấm điện thoại. Coi chừng nuốt nhầm cái muỗng á. Ổ thiệt. Nhiều chuyện quá. Không nhắc nhở sức khỏe của khách hàng mà. Hay. Chà, phải chi ngày nào cũng vậy. Chắc dễ mua nhà lầu xe hơi lắm. Mày điên. Điên. Cái gì? Cuộc đời chả ước mơ. Mơ cho tới chứ. Mơ lỡ dở người ta coi thường. Tính tiền anh ơi. Quán này đông rồi, khỏi tính tiền. Về đi em. Tao gấp cái mỏ mày bây giờ cho mày tào lao hả? Giỡn thôi, không lẽ tao về. Trời ơi trời. À, nãy ăn cơm gì em? Dạ, cơm sườn bì chả. Sao bị trưởng phải không? À. Rồi, ba chuột. Cơm ngon em? Ngon anh ơi. Quá trời ngon ha. À, em rồi, cảm ơn nha. Bữa nào ăn nhiều nhiều xíu tặng bao chờ. Mua một. Không có tặng gì đâu. Vậy thôi. Đã nói rồi chơi đi. Lo ăn đi đừng bấm điện thoại nhai cái muỗng giờ. Mày nhảm quá. Nhắc tao chứ. Nhai muỗng sao. Đi vào đây với con. Đi.
Ôi trời, từ 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 con, từ 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 từ. Dạ từ. Đây nè. Cái chỗ này là cái chỗ mà con nói là con dẫn mẹ tới ăn đó hả? Dạ đúng rồi, ở đây con muốn xà bì chữa ngon lắm mẹ. Ăn một lần là ghiêng liền. Cái chỗ này làm sao mà ăn uống được con? Cái quán ăn gì mà bày ra ngoài lề đường á, làm sao mà ăn được? Ôi kìa, bàn ghế là chút xíu à, ngồi khó chịu muốn chết á. Chưa kể à, con coi kìa, đồ ăn gì mà khói quá trời khói luôn, ám vô người, ngay cái mũi mắt ối luôn, làm sao mà ăn được? Hồi nãy là trên đường tới đây mày thấy có một cái nhà hàng gần đây nè. Đi đi đi. Nè 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 nè. Chị bà chào. Hả? Chị bà chào. Chào bà chị. Khỏi khỏi hỏi ai hết. Tôi hơi quế bà đó. Nha. Gì? Ủa quán cơm này sao? Hả? Ghế người ta ngồi được, tại sao chị ngồi không được? Rồi bây giờ người ta ăn được, người ta không ói, tại sao chị ói? Chị phải coi lại chị chứ. Đúng không? Ủa, chị khác lạ người ta vậy? Tôi nói vậy có gì sai hả? Nè, sai hoàn toàn sai. Tôi nói chị biết, khách ở đây ăn chưa ai phàn nàn một tiếng nào hết. Chị muốn giấy an toàn vệ sinh thực phẩm, tôi sẵn sàng có đưa cho chị. Chứ chị đừng nói cái giọng kiểu đó. Thôi 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 thôi, thôi cái gì? Vô này la lối ông chồng sao? Con nói ông chủ nghe, không có lửa làm sao có khói. Chính những lời bà nói làm cho lòng con đau nhói. Bởi vì bà nói quán này nhìn muốn ói, tại sao con không được nói? Bởi vậy mới nói là mình vô đây để từ từ mình nói. Thôi đi về. Trời ơi, trời 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 trời, người ta đang dừng ói hay muốn chết thì cứ đi về. Trời ơi là trời, bởi vì con người quá nhạt nhẽo, chán nản. Trời, chán nản cuộc đời. Đi về chứ. Thôi vô thử một lần thôi mẹ, đi mà. À, thôi chị. À, chiều cháu chút xíu, lỡ là chị cứ vô chị ngồi chơi chút xíu đi. Tôi thu phục vụ đàng hoàng luôn. Nếu mà có cái gì mà chị không hài lòng, chị nói liền, tôi sẽ sửa cho. Ngồi với mẹ. Thấy ghét không? Thấy ghét không? Thôi, thôi được rồi. Không muốn khai khẩu dễ sợ thiệt. Ghét thiệt. Đứng sao đó mà mẹ. À, con cái gì nè? Dạ cho con hai dĩa cơm, một dĩa cơm sườn bì và một dĩa cơm sườn bì chả. Ê, con ngồi đi nha. Xíu chả không, không phải nhắc chứ, chả 30 bữa luôn nha. Dạ. Bữa hơi nhăn nhậu với cậu. Dạ dạ, dạ con xin lỗi chú. Ừ, nhớ rồi chú. Con ngồi đi nha, chú vô chú làm liền cho nha. À, đi vô. Ứa thì cơ. Trời ơi thôi mà, người ta là khách hàng là thượng đế. Trời ơi. Chú. Ừ? Đặng thịt mà. Ra đưa cho bà đi. Xin má răng ra đưa đi. Không, con mà gặp bà nè, chưa kịp nói cho bà ói luôn nha. Sao vậy? Khi bà chắc khăn giấy kìa. Ủa? Cái ta lau mặt ra miệng bà lau bà. Ứa không? Thôi được rồi, vô đi. Dạ đây ạ. À. Dạ. Mời chị. Dạ. Rồi, mời chú. Con trai. Dạ, mẹ ăn thử đi mẹ. Con biết tính của mẹ nên con đã test rồi. Đợt trước con ăn nhưng mà về không bị sao hết. Ăn đi mẹ. Chị cứ thử dùng đi ạ. Có gì chị cứ phản hồi tôi sẽ sửa lại liền. Ăn đi. Có thuốc độc trong đó. Sao bà chị khóc vậy? Sao gì? À, có gì bà cơm có vấn đề hả bà chị? Không, bà chị cứ nói đi, góp ý tôi sẽ sửa sai liền mà. Cái mùi vậy này nè, lâu lắm rồi tôi tiền không có ra luôn á. Trời ơi hết hồn luôn trời. Trời ơi trời thiệt.
Vậy là nó ổn hả chị? Ngon, ngon dữ lắm luôn. Chị làm tôi muốn rớt tim ra ngoài luôn. Vậy chị cứ dùng thêm đi nghe. Chị xin phép cho tôi ngồi thưa chuyện gì chút xíu. Anh ngồi đi, anh ngồi đi. Chị thấy ngon là tôi vui lắm rồi. Chị cho tôi hỏi một câu thôi nha. Tôi có cảm giác hình như là chị có ác cảm với những món ăn vỉa hè lắm. Thật ra trước kia tôi cũng hay đi ăn đồ vỉa hè lắm. Nhưng mà đáng tiếc có một lần em đau. Ráng lên em, ráng lên, tới bệnh viện rồi em. Cũng may là anh đưa vợ tới bệnh viện kịp thời. Chứ trường hợp ngộ độc thực phẩm này mà đưa chậm trễ tí xíu là nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là mất mạng luôn đó. Rồi, vậy tình hình vợ em giờ sao bác sĩ? Bây giờ là qua cơn nguy kịch rồi. Thì cứ để lại đây theo dõi. Ngày mai ổn thì sẽ được xuất viện. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Không có gì, đó là trách nhiệm của tụi tôi. Kể từ đó là tôi không có dám ăn đồ ăn vỉa hè. Mà tôi cũng không có muốn người thân trong gia đình tôi ăn nữa. Trải qua cảm giác đó một lần rồi, thiệt sự sợ lắm anh ơi. Thì ra là như vậy. Tôi cũng hiểu được cái nỗi sợ hãi của chị. Và thật sự vậy luôn nha, tôi cũng từng bị vậy rồi, cũng đi cấp cứu luôn đó. Vậy hả? Vậy nhưng mà tôi nói chị yên tâm, cái đó là chuyện trước kia thôi. Còn ở thời buổi bây giờ á, nó khác xưa rồi. Tất cả những hàng quán á đều đặt cái vấn đề là an toàn vệ sinh thực phẩm lên đầu hết. Và có rất là nhiều cái mà kiểm tra chéo lẫn nhau. Quán nó tự kiểm tra lẫn nhau rồi, rồi các cơ quan chức năng kiểm tra lẫn nhau nữa. Cho nên là không có xảy ra trường hợp đó đâu, chị yên tâm. Tôi đồng ý với chị nha. Có chứ. Có những cái quán á, họ chỉ biết lợi ích của họ thôi. Họ làm họ không cần biết sức khỏe của khách hàng ha. Buôn bán ba cái đồ hả, tầm bậy tầm bạ, rồi đồ hôm qua hôm nay họ để họ bán, đó là tầm bậy. Nhưng khách hàng bây giờ họ thông minh lắm, họ ăn một lần thôi, rồi họ thấy không được họ đưa lên mạng, rồi lúc đó mọi người đều biết hết, mọi người lại thử một lần, mọi người đều bỏ đi hết, chứ có ai lại mà tự nhiên ăn cái thấy dở ăn nữa đâu, đúng không? Trong khi quán này nè tồn tại biết bao nhiêu lâu rồi, 30 số rồi, không có ít đâu, có người vô ăn rồi. Thứ tư hàng tuần lúc 19 giờ, khách hàng kéo vô nườm nượp, họ ăn khen không. Tôi với ông chủ tôi chính vì những lời động viên như vậy cố gắng ngày càng hoàn thiện cái quán một tốt đẹp hơn, để chi? Để xứng đáng những lời khen đó. Đâu phải nào mà đánh đổi danh dự của mình vì ba cái đồng lời ít ỏi. Bây giờ không lẽ tôi bán danh dự của tôi để mà vì cái lợi trước mắt? Người quán tôi thì sao? Có phải phá sản không? Người gia đình tôi thì sao? Cuộc sống tôi thì sao? Tiền lương tôi thì sao? Cái gì cũng nhanh đi. Nếu mà an toàn thực phẩm chúng tôi mà có vấn đề gì á, quán chúng tôi đâu có đông vậy đâu. Dạ, chú nói đúng rồi mẹ. Con đi ăn rất là nhiều nơi, cũng rất là ngon và rất là sạch sẽ. Con cũng muốn rủ mẹ, nhưng mà thấy mẹ sợ nên con cũng ngại. Cảm ơn hai anh nha. Thật ra thì cái sự cố đó làm tôi sợ quá. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc là tôi cố chấp thiệt. Mẹ cố chấp quá. Từ đây về sau mẹ hứa là mẹ cởi mở hơn. Với lại sẵn về chuyến này nè, mẹ sẽ dẫn con đi thưởng thức những cái món ăn của quê hương mình. Dạ. Chịu không? Dạ con sẵn sàng. Nhưng mà bây giờ ăn đi mẹ, con đói quá rồi. Phải ăn chứ, cái này là phải ăn chứ. Rồi nếu vậy thì chủ tới chúng tôi là hân hạnh được phục vụ khách. Dạ, cảm ơn mày chú. Chúc khách ngon miệng. Thôi không làm phiền nữa, vô nướng sườn, cứ nướng sườn. Ăn đi mẹ. Đã nói rồi, bớt bắn thoại đi, nhai luôn cái muỗng bây giờ. Trời sao mày ngay quá à? Mày điên hả? Tiền cho quán ơi. Trời, có liền, đợi xíu. Anh ăn cơm gì anh? À, sao bị trước, 25 ngàn.
Ở bên kia bán 20 á. À, bên kia miếng sườn nhỏ, bên sườn bự. À, bỏ luôn á. Trời đất ơi, à, cảm ơn nhiều nha. À, anh có khát nước lên quầy tự chọn nha. Nước gì ạ? Nó có tất cả các loại nước hết. Anh muốn uống nước nào uống, miễn phí hoàn toàn. Nhưng mà tới hơi trễ thì chỉ còn trà đá thôi nha. Thôi mai tới sớm tí thì uống mấy nước kia. Dạ, tới sớm cũng trà đá, dạ. Giới thiệu chi? Dạ, giới thiệu cho phong phú menu mà. Số ông thì chỉ có làm diễn viên thôi chứ đừng có ăn cơm, phí đó. Dở hoài cha. Lên trên đó tôi biết nói gì đâu trời. Ở dưới đây nói mày là sung sung chứ nên nó là câm như hến á. Thoải mái nha, trà đá miễn phí á. Chú Long, nhớ xíu nữa chừa con hai chỗ VIP nha. Ờ, hết chỗ mày ơi. Sao kỳ vậy? Người ta là khách VIP đặt từ hôm qua tới giờ mà. Hết chỗ ngồi rồi, còn chỗ nằm không à. Mày tới nhanh nhanh đi, nghe. Chú cũng ghẹo con hoài à. Vậy thôi nha. Rồi rồi rồi. Đủ. Hả? Ai gọi à? Chú nợ không? Chuyện người ta. Sang vô làm cái gì? Hỏi cho biết. Biết cái gì? Cái chuyện cần biết bây giờ mà ít ăn lại, nghe. Mày ăn riết cái bụng mày nè, mày nhìn đi. Ăn miếng sườn làm gì xài xẻ dữ vậy? Rồi sườn đó người ta bán là người ta bán cả mấy dĩa đó. Mày đây mày có ăn mà coi mày nhai trong họng mày ăn á. Mấy sườn lẻ, sườn dụng. Trời ơi, sườn dụng. Cái đó mà sườn dụng của mày đó hả? Thì ăn xong nó thằng dụng. Rồi con miếng. Mày điên. Chú Hiếu. Mời chú Hiếu. Dạ chú Hiếu. Ăn cái gì nè, ăn cái gì nè. Làm dĩa sườn thì giả. Cho tôi dĩa cơm không nha. Dạ dạ, chú đợi chút xíu nha, có liền. Cơm không hả? Đó, con mời chú. À. Ủa, có lộn dụng vậy, tôi kêu cơm không mà. À, hôm nay là kỷ niệm ngày coi như là sinh nhật quán, ngày khai trương quán đó. À. Cho nên cứ khách vô là kêu một được tặng ba. Cơm không sẽ được là nguyên combo là sườn bì chả trứng. Dạ. Rồi, chúc chú ăn ngon miệng nha. Vậy may quá. Dạ. Tốt quá rồi còn gì. Cảm ơn chú. Cứ để lên đây đi, chú ăn nè. À không được đâu, được rồi, để giữ được rồi. Thôi được rồi, chú ăn ngon miệng nha. Ừ. Có gì cần thêm? Ừ. Nên xin được quán hả? Cứ gọi vậy đi. Hỏi hoài. Alo, Vương Viên à? Ờ, mình sáng nay tối quan tiệc. Ừ, ông chủ đại sinh nhật quán. Mình mời nhiều lên, mình tèo tí qua luôn nha. Ừ, mình đây không sao không về. Tao nói thiệt, nhỏ này nào giỡn giỡn này thiệt. Nó láo bà bắn, nha. Tối qua liền, tao đợi nha. Mình làm gì vậy? Kêu tụi nhỏ qua ăn sinh nhật tối nay, mình chơi lớn mà. Lâu lâu mới có ngày sinh nhật mà. Sinh nhật nào? Tụi mới nói bên này sinh nhật quán á. Bị điên hả? Ông chủ mới điên. Hồi nãy ông chủ nói ngõ ngàng mới là sinh nhật quán. Nhìn ông Hiếu thấy sao? Thấy khổ không? Đâu cần nhìn, liếc một cái thấy khổ liền à. Nó lấy cơm giống là để tặng ông, không có cái cớ gì nó lấy cái cớ đó, hiểu chưa? Giả bộ. Chết mẹ con rồi. Không mày. Sao mà hãy vô ông nói thẳng là làm gì, lấy cái cớ tặng đi. Nói xin trước mặt sao nói. Bây giờ con với nó quy quy sao đây? Mày tự gánh đi nha. Mất uy tín luôn. Thiệt tình. Không biết nói sao đi nè. Alo, Quy Quy hả? Mới đẻ ra chết liền. Không làm sinh nhật nha, không có ngày sinh nhật luôn. Thì quán bán chui mà. Đúng rồi, bán chui mà. Thôi đừng mét ai hết, quán bán chui nha. Thông cảm ta nha. Chưa có tật tài lanh. Còn chưa nữa. Kêu gì nữa? Alo, cửa hàng sắt hả? Rồi, gọi gửi liền nè, tôi gặp mấy tám. Số đó vào vòng 90, 190. Mày đứng hơi kỹ, bụng tôi bự mà đứng hơi kỹ. Rồi, làm tao cái áo giáp nha, sắt 10 ly nha. Rồi, rồi. Mày đi hả? Mày mua giáp sắt làm cái gì? Hồi nãy có nhớ nói gì không? Nói cái gì? Tao nói thiệt, nói láo bà bắn. Bây giờ lỡ thầy rồi phải mặc áo giáp chứ, lỡ bà bắn mình còn né được. Trời đất quỷ thần, mày điên, mày điên rồi. Điên cái gì? Con chồng chủ. Bánh ra. Trời ơi, trời sao mày lùng quá vậy? Mày cũng còn cứ vô vậy, ngồi xuống. Nhớ tao không?
Nhớ sao không? Tại sao mày tới trễ quá vậy? Tao chưa nói mày là mai rồi. Đi từ sân bay về phải chạy ra khách sạn dẹp hết đồ đạc xong mà chạy ra đây với mày đó. Trời ơi, hèn chi nó còn nghe cái mùi. Mùi gì? Ý mày là gì? Thì cái mùi Việt kiều đó. Nói vậy thì chịu. Nhưng mà thôi đừng có nói quá mắc công người ta nói tao chảnh chẹ này nọ nữa. Có gì đâu. Ê, tại sao tao đi về không đón tao là sao? Bạn bè kỳ vậy? Bắt tao tự ra đây hả? Mày mắc cười quá. Cái chân của mày đi năm châu bốn bể còn được. Từ khách sạn qua đây có mấy bước à, cũng bắt tao đón nữa. Cái quan trọng là tao muốn mày đón. Mày là bạn thân của tao. Ừ, xin lỗi được chưa? Giờ chưa. Đi ăn nha. Ok. Tao cũng đói quá trời rồi, mười mấy tiếng chưa ăn. Nè nha, trên máy bay có đồ ăn. Đừng có nghĩ con nhỏ này không có đi máy bay mà không biết nha. Ờ thì có đồ ăn nhưng mà nó không hợp khẩu vị của tao. Tao thích ăn món Việt Nam thôi. Yên tâm, chỗ ngon. Ê, 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 à, chú Hiếu, sao, sao chú Hiếu, sao? Chú Hiếu, đỡ chú Hiếu vậy coi. Đỡ, ngồi dậy. Thuốc không hả? Trời ơi, giờ này cũng đâu hút thuốc nữa. Mày điên hả? Mày điên hả? Thuốc uống, mà đưa thuốc lá làm cái gì? Ai biết cái thuốc, ai biết đâu? Không nói nhiều nữa. Đưa ra ngoài kia, tao ra, tao lấy xe rồi, đưa ra bệnh viện. Nhanh. Còn gấu. Đâu, xe con mang theo liền. Yên tâm. À, alo. Alo, chú Long. Tao đưa ông Hiếu đi bệnh viện rồi nha. Cái gì ngày mai đi. Vậy nha. Ê, nhưng mà... gì vậy? Tính dẫn mày ăn ở chỗ quen, mối ruột mà có dịp gấp rồi. Thôi đi ăn chỗ khác đi ha. Ờ, ăn đâu cũng được, miễn sao là phải là món ăn Việt Nam nha. Ok. Ê, hả? Tí xong rồi á, dắt tao đi mua cái này nha. Được thôi. Anh ơi, tính tiền cho em đi. Bác sĩ, tình hình ông Hiếu sao bác sĩ? Việc thiếu dinh dưỡng lâu ngày và suy kiệt tinh thần đã bào mòn cơ thể của ông ấy. Cơn đau tim vừa rồi chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Hiện tại thì ông ấy quá yếu để có thể áp dụng bất cứ phương pháp điều trị hay phẫu thuật nào. Tốt nhất lúc này là nên báo cho gia đình của ông ấy biết. Chúng tôi vào thăm ông được chứ? Đây là phòng cấp cứu. Để một lát bệnh nhân đã ổn định đưa lên phòng hồi sức thì các anh có thể vô thăm nhé. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Không sao, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Mày ngồi đây chờ nha. Chút xíu ổng chuyển lên đâu á, mày lỡ mà thăm với ổng. Tại vì lấy tiền, có gì còn chi nữa. Vậy nha. Thấy trong người có đau chỗ nào á? Chú nói con. Con kêu bác sĩ của nhà chú Hiếu. Được rồi. Cảm ơn nha. Con gấu của con tôi. Con gấu. Chú Hiếu bình tĩnh, Con gấu. Đây nè chú Hiếu. Ba chỉ muốn mua nước cho con uống thôi mà. Nhưng ba không ngờ quay lại để không thấy con đâu nữa. Ba vẫn kiếm con hàng ngày. Ba xin lỗi con. Đừng giận ba nghe con. Chú Hiếu, chú bình tĩnh đi. Con biết chắc chắn rằng Trần sẽ trở về đây tìm chú. Ê, sao dạo này trời nó nóng dữ vậy ta? Ra đây đứng nè, nóng hơn nè. Trời ơi, cô đứng ngay cái lò con than thôi, ông chủ ngồi ngoài ông chủ than. Mày cứ được cái trả treo tao lời, tao nói cái gì cũng trả lời cái đó mà. Ủa chứ... Mệt bà ghê á,
cái đó có gì quan trọng đâu mà bắt tôi chở đi vòng vòng kiếm, mệt muốn chết, đói bụng nữa. Bực mình à. Tao với mày là bạn thân, nhưng mà có những chuyện tao không tâm sự với mày được. Mày chỉ cần biết món đồ đó có ý nghĩa với tao là được rồi. Biết rồi. Chú Long. Nay chắc bạn tới hả? Dạ. Ăn gì? Hôm bữa gọi chú Long bùm hàng quay xe, nên hôm nay dắt bạn tới đây ăn bù. Xin giới thiệu chú Long, bạn du học nước ngoài của con đó, rất mê món cơm Việt, cho nên con dẫn đó. Ừ. Dạ con chào chú. Con nghe nói là quán mình có cái món sườn bì chả rất ngon. Cho con một phần. Được liền. Con có. Như cũ, biết rồi. Chú này. Ủa chú Long. Gì? Bác Hiếu sao rồi? Tệ lắm. Hy vọng là ông ấy qua khỏi. Con nghĩ là bác Hiếu qua không khỏi đâu. Mà nói gì kỳ vậy Nam? Con nói không đúng hả? Ông chủ ông thấy bác Hiếu rất yếu hay sao? Mà sao con nghĩ cuộc đời này nó kỳ lắm. Những cái người tốt á, lúc nào cũng vậy. Trong cuộc sống của họ không bao giờ gặp những điều may mắn. Vậy mà những người xấu, lúc nào cũng sống nhan nhản, không chết được. Ý mà nói tao hả? Con nói chủ hồi nào? Mày nhìn thẳng mặt tao luôn đó. Trời ơi, con nói chuyện ông chủ phải giao lưu với ông chủ chứ. Cái gì kỳ ấy? Cái lúc này lúc lấy nước mắt á. Trong phim là có nhạc tình cảm lên là lấy nước mắt luôn, đúng không? Thôi, tao mệt mày quá. Nói gì nói luôn đi. Vô lại không nổi luôn á. Vô không được, cái tông nãy vô khó. Cái người tốt, họ tại sao họ cứ phải gặp chắc trở. Còn những người xấu, cái sống nhăn nhãn. Đúng. Tiếp. Chú Hiếu là một người tốt. Vợ chú Hiếu sinh con khó. Lúc sinh á, giữ được đứa con, không giữ được mẹ. Cho nên tất cả tình thương yêu chú Hiếu dành cho đứa bé hết. Vậy mà đến 5-8 tuổi, lại một lần nữa, chú Hiếu thất lạc đứa bé. Đến bây giờ đã gần mười mấy 20 năm trời, vậy mà vẫn không kiếm được. Suốt những năm qua, chú Hiếu sống trong sự dằn vặt đau khổ, bán hết tài sản của cải để tìm đứa bé. Vậy mà bán đến món đồ cuối cùng vẫn không kiếm được. Đúng là tội nghiệp bác Hiếu quá. Hy vọng bác Hiếu tìm được bé Trân, con gái của mình. Ông ấy đang ở đâu vậy ạ? Ba nghe nè con. À, con thăm bà. À, thôi con ở trên phòng đi, để ba đi lên nha. Trên đời này là đúng là có điều thần kỳ ha. Từ lúc có bé Trân á, bác Hiếu khỏe hẳn ra luôn. Ông ấy khổ nhiều rồi. Ông ấy xứng đáng được gặp lại con gái của mình. Phải công nhận đúng là điều thần kỳ thiệt. Ủa anh ơi, anh có sao không anh? Dạ không sao, em mới mổ cái đầu gối nó chưa có khỏe. Sao mình mổ đầu gối mình không ở trên phòng đi xuống này làm chi? Trễn ngợp quá, đi ra ngoài này kiếm xíu không khí anh. Bệnh mà ham đi quá. Chà, lâu ngày không gặp lại con. Coi bộ con trổ mã thành thiếu nữ rồi nghe. Dạ, ba cứ ghẹo con hoài à. Lớn rồi, ghẹo cái gì mà ghẹo. Nè, nãy giờ đi với ba, con có thấy đói bụng hay khát nước gì không? Dạ không, đi với ba con vui lắm. À, con gái nè, con có người yêu chưa vậy? Dạ con chưa có. Tại vì bây giờ con muốn tập trung cho sự nghiệp thôi. Nếu mà có thời gian rảnh, phải chăm sóc cho ba nữa. Nè nè,
không được có cái tư tưởng đó nghe. Ông bà mình thường nói rồi, trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, con phải có người yêu đi chứ. Chứ đừng có sống theo cái kiểu tuổi trẻ bây giờ nó cứ thích cái trào lưu gì mà độc thân gì đó. Mai mốt á, buồn tẻ cô đơn lắm mà. Dạ, con biết rồi. Đúng là cha con mình có duyên. Ba đi kiếm con hoài, kiếm hoài không được. Vậy mà cuối cùng con lại kiếm được ba. Đến gần cuối đời như vậy, ba gặp được con ba mãn nguyện lắm rồi. Biết đâu sau này, lỡ như ba có mệnh hệ gì, ba xuống ba gặp mẹ con, ba cũng sẽ hãnh diện nói với bà rằng: mình ơi, mình có đứa con gái lớn trưởng thành rồi nè. Và đặc biệt, nó xinh đẹp y như là mình vậy. Cơm ngon không con? Dạ ngon, ngon lắm luôn á. Anh nói nghe, đâu phải đơn giản mà có được miếng sườn ngon vậy đâu. Nó phải qua đầy đủ những quá trình. Quá trình đầu tiên có gì là gì? Quá trình đầu tiên là mình phải chọn được nguyên liệu sạch. Sau đó mình tẩm ướp gia vị, mà tẩm trong vòng 3 tiếng. Sau 3 tiếng mình mới đưa lên vàng lửa, mà lửa không được quá nóng, cũng không được quá nguội. Đó, rồi mình nướng từ từ, nó mới ra được miếng sườn ngon. Thôi, vậy. Đủ rồi nha. 8 năm cũng như đó mà nó hoài. Ta hỏi mình trả lời cho người ta, mình lịch sự mà ông chủ. Sao mà không ít nói lắm mà nay nói nhiều vậy? Ý gì? Tao đẹp. Biết nhận xét luôn ha. Tao tưởng không nhận xét chứ. Chứ kế bên. Bỏ đi. Mày cái vật gì hoài. Mệt ghê đó. Ê Trân hả? Chừng nào mày rước ba mày về vậy? Tôi nghĩ chắc vài ngày nữa thôi. Tại vì bác sĩ nói là ba cũng gần khỏe rồi. Ê, khi nào rước ba về á, mở tiệc ăn mừng đi. Chúc mừng gia đình đoàn tụ. Tất nhiên rồi. Chúc sẵn con cảm ơn chú về chuyện chú đã giúp đỡ cho cha con nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì. Tất nhiên không có gì rồi. Tao giúp không à. Mày giúp đâu. Mày lo mà ăn không đó. Ủa thì ta cảm ơn thì mình nói có gì đâu cũng không được hả? Tiệc mà tụi con chuẩn bị làm chú nhất định mới tới nha. Chắc chắn mà. Alo. Quy Quy hả? Có tiệc. Thiệt. Chắc chắn mà. Thời gian địa điểm báo sao nha. Có tiệc. Nó là bà bắn nha. Dạo này vết chân chim của tôi nó nhiều quá ông ơi. Trời đất ơi nè, có tàn nhang ở trên má nữa nè. Nhìn mà rầu hết sức vậy đó. Mệt bà quá. Có chút xíu thôi mà cũng la. Tôi nè, tôi còn chưa la tiếng nào nè. Chứ mắc cái gì ông la. Đàn ông mấy ông á đâu có phải lo lắng cái gì đâu. Mà già cũng không có sao hết. Phụ nữ chúng tôi đây nè, mới phải quan tâm chăm sóc tới nhan sắc của mình. Bà mới có soi gương mấy phút đồng hồ mà đã than vãn vậy rồi. Tôi nhìn bà hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần tôi chưa la rồi nè. Gì? Ông nói gì vậy? Đại trưởng khu nói một lời thôi, nói nhiều quá không hay, hiểu không? Đừng có tưởng là tôi không có hiểu ông nha. Ý của ông á là bây giờ ông chê tôi già, tôi xuống sắc rồi chứ gì? Thôi mà, tôi giỡn thôi mà, làm gì thì vẫn giỡn xíu mà cho nó vui nhà, vui cửa mà. Ông vui chứ tôi không có vui. Biết rồi, sao không giỡn nữa, được chưa? Trời đất ơi, nghe nói chuyện mà tưởng đâu vợ chồng son, không có nghe óc nổi lên hết trơn.
Đi đâu vậy con? Con đi ra ngoài xã nè để mà chuẩn bị làm cái lễ bàn giao nhà. Bây giờ con phải ra ngoài phụ tay phụ chân cho người ta kịp. Ủa, bàn giao nhà nè là cái nhà tình thương á chú, mà đợt trước mà có cái anh đại gia gì ảnh là về đây nè, xong anh xây mấy căn nhà tình thương cho bà con mình đó. Xong rồi hả? Lẹ mấy quá cái ha. Nhà mà xây cho bà con nghèo á. Đúng rồi mấy nhà đó mình đó hả? Chà, ngồi xuống nhà hỏi vụ đó coi. Lẹ quá không ha, đợt mới xây có đã xong rồi. Trời ơi, con nói cho cô chú nghe nha, con nghe nói á là ảnh không những giàu mà ảnh còn đẹp trai nữa. Trời ơi, cao to y chang như Lý Đức. Nhà chú nói nè, có thể là người đó là chú không biết như thế nào, chú chưa thấy mặt mà, thấy không? Đẹp như là chú không biết. Ai khen cũng được, chú cũng không cần biết. Nhưng mà riêng con không được khen. Cái gì kìa? Còn gì nữa, mình nhìn lại đi. Có chồng có con rồi, mày khen không sợ chồng mày quýnh mày hả? Trời đất ơi chú ơi, chú nghĩ sao vậy? Bây giờ ví dụ như là thấy trai đẹp ở ngoài, con nhìn cũng khen cũng có sao, đâu có liên quan gì tới anh chồng ở nhà đâu. Sao không liên quan con? Trời ơi, con có quyền ngắm, có quyền nhìn, cái đẹp có quyền thưởng thức. Nhưng mà con thế nào khen ngoài miệng được? Ê ông, gió thổi mây bay rồi tới tay chồng con là coi như nó sáng một tay mặt con liền, hiểu chưa? Trời đất ơi, ông lo xa quá. Xong sao? Bởi vì tôi thấy cửa tiện có bà này đi ngang, cái trời ơi đẹp quá. Tôi ra tôi khen, tôi cứ nhìn nhìn cái đi. Ê, cái đó là không có được nha, cấm tuyệt đối nha. Vì mấy bà cho được, mấy bà được có quyền cấm cái đó, còn chẳng lẽ đàn ông tôi không được quyền hả? Thôi bỏ ông qua bên đi. Ê, mà công nhận đó nha, người gì đâu á, vừa giàu vừa tốt. Ông nè, phải chi nhà mình mà có được thằng rể vậy, con Phước biết mấy ha. Bà làm giống như là nhà mình nghèo lắm á, nó sang mới qua làm họ. Bà nhìn cái nhà mình đi, cái cơ ngơ mình đi, thấy không? Sài Gòn cái này cũng khoảng là cỡ 50 tỷ. Trời, chứ bà đừng có giỡn mặt tôi. Ông thiệt đó, tôi nói giàu ở đây á, đâu phải là giàu tiền giàu bạc đâu. Ý tôi nói là cái gì, nó giàu cái lòng tốt đó, cái lòng thương người của nó, ông thấy không? Nó là một cái người hoàn toàn xa lạ, vậy mà nó về quê mình, nó giúp đỡ người nghèo đó, thấy không? Tôi nè, tôi nói cái đó đó. Thì đó, cô nói đúng quá trời luôn á. Mà nhắc tới Nguyên mới nhớ, sao lâu quá rồi con không thấy nó vậy? Trời ơi, thi thoảng nó có về, mà bay đó, bay đi mần riết rồi bay đâu có gặp nó đâu. Mà nó về rồi nó cứ dẫn người yêu không, hay là dạo này nó còn ế? Nó chưa có dắt về chứ không phải là ế. Nó còn nhỏ, hiểu không? Nó chưa có người yêu là chuyện bình thường. Ngày xưa dù gì con nhớ là cái làng mình nó cũng là hoa khôi, còn con chỉ là cái rớt từ cái bãi mà gọi là đậu xe là tới là rớt rồi. Bây giờ kêu nó ế này là sao? Chứ gì nữa, ví dụ như hồi đó con không có đẹp đi, nhưng mà ít ra vợ con Nguyên trong nhóm bạn con là con cũng một đứa có chồng với tụi nó, có mình Nguyên là nó không có bồ, nó chậm hơn người ta. Chú thấy không, vẫn còn nhỏ gì nữa, con là một nách chồng một nách con rồi. Tao nói mày nghe nha, con gái tao không muốn thôi, nó mà muốn hả, đừng nói một nách, hai nách ba nách còn có. Xin lỗi mày à. Thôi. Con gái cưng của ông. Đúng rồi á, đụng với con gái cưng của ổng là ổng y chang như là kiến cắn nhung nách ổng vậy á. Thôi được rồi bà, hai cô chú ngồi đây đi, con đi ra ngoài đi. Nói chuyện ông tí nữa bơm nổ vào con chết. Thôi được rồi, đi nha con. Trời đất ơi, ông cũng thiệt á, con nhỏ nó cũng hỏi thiệt tình thôi, làm gì mà ông khó khăn với nó dữ vậy? Sao khó khăn? Bà nghĩ sao nó chê cái mình ế là sao? Xin lỗi bà, ế gì mà ế? Đây là tới tuổi cập kê là phải có chồng, là phải có người yêu sao? Thôi tôi biết rồi. Thế mà đụng tới con gái ông là ông vậy đó. Con gái ông là nhất rồi. Chưa? Em mới về hả? Em mới về. Anh làm cái gì vậy? Trời còn sáng mà từ từ. Em kiếm kết nổi rồi em à. Để em kiếm em. Ê, còn. Khỏi luôn hả? Vậy cho nó thoáng. Sáng vậy? Thế cũng được. Bạn đi tắm nha. Tắm hả? Ừ, chứ về nóng muốn chết rồi, em còn kéo rèm nó nữa chưa đủ nóng hay sao? Nhà em thấy nóng hả? Anh đi ngoài đường nóng xỉu luôn á. Ừ, anh đi tắm đấy vậy mà. Vậy em cứ tưởng đấy thôi. Cái tưởng ấy sẽ có. Nhưng mà để anh đi tắm cái, người thối quá. Mất cảm xúc. À quên nữa, giờ nhắc mới nhớ. Tới giờ gọi là phải tham nói chuyện con gái gụ của tôi rồi. Trời ơi. Hỏi nó coi sao. Tao từ từ lên lít lít. Con gái gụ. Chết cha, bà phải tham. Hello bà.
Hỏi coi con nó có khỏe không không? Cái chuyện nói chuyện với cha con người ta nói chuyện. Tâm sự con gái ta. Má con. Con khỏe không? Con khỏe. Học hành sao rồi? À, học hả? Ờ, cũng được. Hỏi coi nó có người yêu chưa? Tôi mệt bà quá, để tôi với con gái tôi tự do xíu được không? Tôi đang nói chuyện tâm sự con gái ta. Nè, con có người. Em, xà bông đâu rồi anh không thấy nè. Ai sao lưng con vậy? Bà, con gọi xong nha, Quyết. Tôi tắt máy rồi. Gọi lại. Qua vậy? Ai trong nhà đó vậy? Không biết nữa mà cởi trần rồi xăm mình lum la chân á. Cái nhìn cái tướng cái mặt mày là cái dạng mà không có đàng hoàng rồi. Chờ, sao? Bây giờ sao? Xà bông ở đâu? Hết xà bông rồi anh đâu có gì tắm đâu. Em quên mua rồi, anh dùng tạm xà phòng cục đi. Ê. Hồi nãy đang nói chuyện với ai? Này lắc đầu cái gì, anh rõ ràng nghe thấy tiếng đàn ông mà. Đừng có nói với anh là em nói chuyện với một thằng nào khác nha. Phải. Không phải chứ em nói chuyện với ai? Má em. Bây giờ không được, tôi phải lên Sài Gòn gấp. Ông cho tôi đi cùng luôn nha. Bà như không có hơi tôi mà sống nổi sao mà. Mệt quá rồi vô dọn đồ gấp, lấy mấy bộ đồ thôi. Được rồi. Đi liền nha. Dám đụng đứa con gái rượu của tao hả? Tao trời mất xác với mày luôn. Em, em làm cái gì mà cứ như gà mất thóc thế? Không ngồi im được một chỗ hả? Anh không biết đâu, anh sắp tiêu rồi. Anh tiêu hả? Làm sao mà tiêu? Ba em biết rồi là anh sắp tiêu rồi. Ủa, gặp ba em là anh sẽ bị tiêu hả? Anh không biết hả? Nhưng mà anh thấy tốt mà. Nhà em rất là khó. Ba mẹ em á coi em như là châu báu vậy á. Ba em khó lắm. Nếu em đã không làm được khoảng vài tiếng nữa thôi, ba em sẽ có mặt ở đây. Là anh chết chắc. Làm sao đấy? Vài tiếng nữa lận hả? Không ấy kêu ba tới luôn được không? Chứ anh háo hức gặp ba lắm rồi. Em làm cái gì mà cứ phải lo lắng như thế? Trời ơi, khó cỡ nào ấy. Anh cũng nói chuyện, anh cũng giải quyết được hết à. Anh không có biết được đâu. Trước giờ em không nói em quen ai hết, tự nhiên bây giờ quen anh, giờ làm sao đây nè? Thì có cái gì đâu, thì bây giờ ba lên thì gặp thôi. Bây giờ anh tính thế này. Anh sẽ đi về nhà, anh chuẩn bị tất cả mọi thứ, anh sẽ tạo một không gian sang trọng làm sao để ba cảm thấy thoải mái nhất khi gặp con rể. Em sau khi đón ba, dắt qua nhà anh luôn. Không. Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ chứ mà ba mẹ em gặp anh vậy? Bình tĩnh lại. Bây giờ anh hỏi em này, không lẽ giờ hai đứa mình cứ quen nhau như thế này mãi hả? Chúng mình phải tiến xa hơn chứ, đúng không? Cũng đúng. Mà để tiến xa được ấy, thì anh phải gặp bố mẹ em, đúng không? Cũng đúng. Vậy xíu chở bố mẹ qua nhà anh luôn nha. Không. Đây ạ. Nè. Đứng lại đó. Nhà cửa đâu mà rộng rãi quá, cao quá vậy, cao hơn nhà mình là mình không thích rồi đó. Ông. Làm sao thì ông về bên nhà đó mà chị chạy đây chi vậy? À, hay là mình vào nhà đi ba, rồi mình... Không có vào. Thì cái nhà trên đây là ba thuê, ba mua cho con rồi, con chịu ở, mang về đó ở rồi tự nhiên vô nhà người lạ sao? Ba không thích nhà người lạ. Không, tại vì con muốn giới thiệu anh Khoa cho ba mẹ á. Cái thằng tôi nhìn trong cái điện thoại xăm mình à. Dạ, con chào nhị vị phụ huynh ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Huỳnh Khoa, là bạn trai của em Quyên nhà mình ạ. Ngày hôm nay con rất là vinh dự, kèm với đó là sự vinh hạnh khi được đón tiếp hai bác ghé căn nhà của con chơi ạ. Trước là để tham quan, biết được nhà con, sau đó là tụi con muốn được tìm hiểu nhau một cách chính thức ạ. Và đây con đoán không nhầm thì chắc là nhạc mẫu đúng không ạ? Đúng rồi, tôi là mẹ của con Nguyên. Dạ, bác trẻ quá ạ. Cậu quá khen, tôi già rồi. Thật sự là nếu mà nhìn đằng sau lưng của bác thì con không nghĩ là bác năm nay quá 19 tuổi đâu. Dạ. Phải là hả?
con xin phép bác ạ. Làm gì? Làm gì? Dạ. Làm gì? Dạ cái này tụi con ở trên đây là tụi con chào một cách rất thân mật ạ. Miễn, cái nào mà dư thừa miễn đi. À, dạ nếu vậy thì con xin lỗi bác ạ. À, có gì bác thông cảm cho con ạ. À, còn khoác trên mình bộ bà ba xanh đọt chuối này là nhạc phụ đúng không ạ? Tất nhiên là chỉ có những người đẹp như tôi mới thể sanh ra những đứa con gái đẹp như vậy thôi. Dạ vâng ạ, con thì được nghe Quyên kể rất nhiều về bác ạ. Nhưng mà hôm nay gặp bác thì thật sự là cái những gì Quyên kể thì nó chỉ đúng 5% thôi ạ. Thật sự cái sự khó tính rồi cái gì nhăn nhó con không hề thấy luôn ạ. Con thấy bác là một người vô cùng phong độ ạ. Với cái tầm tuổi như thế này mà vẫn giữ được cái sự phong độ như thế này, hàm râu mọc rất là đều ạ, trán rất là cao ạ, thì thật sự là những gì Quyên nói là con thấy không hề chính xác một xíu nào. Bác cũng rất phong độ và đẹp trai ạ. Thích ha, đẹp thích trai ha. Đẹp trai có gì hay ho đâu cậu ơi. À, dạ không đâu bác ạ, thật sự cái vẻ đẹp trai nó rất là quan trọng với một người ạ. À, đặc biệt là đàn ông. Ngày xưa là con cũng đã từng mang cái vẻ đẹp trai của mình đi để kiếm tiền ạ. Rồi sau đó làm sao? Dạ xém chết đói bác. Cũng may á, cậu nhận ra điều đó tốt á. Mấy người vui tính như vậy là tôi thích á. Chứ không phải như ai kia tối ngày mà. Nè, bà cà khịa ai đó. Mối khen chút xíu rồi bắt đầu cái. Thôi, thôi ba mẹ. Ngoài đường á, mình vô nhà nói đi. Bà đã nói rồi, bà không thích nhà người lạ. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Khi nào? Bao giờ? Nói. Ông hỏi cái gì ông hỏi từ từ thôi chứ có con trả lời nữa chứ. Hỏi gì mà dồn dập quá vậy? Từ từ thôi. Dạ không sao đâu, con cũng quen rồi bác. Hỏi nhanh cỡ nào con cũng trả lời được ạ. Dạ tụi con quen nhau trong quán bar bác ạ. Tụi nó nhìn Quyên ngon lắm bác. Ôi nhìn mà nhảy sexy. Ôi nhảy sung lắm ạ. Nóng bỏng lắm. Con hư tới độ đó luôn hả Quyên? Ba cho con đi lên ăn học rồi con đi vô trong quán bar. Con vô đó con làm cái gì hả? Không phải đâu ba ạ. Không phải môi trường nào nó cũng xấu như mình nghĩ đó. Nó cũng là khu vui chơi bình thường thôi ba. Vui lắm. Ủa vậy hả con? Dạ. Ba vui lắm phải không? Dạ vui. Vậy bữa nào á, cái con dắt mẹ vô đó coi thử coi sao nha. Trời ơi, ở dưới quê đó, coi tivi là thấy người ta đi vô ba vui dữ lắm. Mà chưa có biết nó làm sao. Bữa nào chắc mẹ đi nha. Để tối nay con dắt bác đi luôn. Uống một hai thùng bia vào lên lắc lắc lắc. Ơ trời ơi. Cái... Nè, bước con sẽ chết ta nè. Bước con sẽ chết ta nè. Hai người bước con sẽ chết luôn nè. Thì thôi, ông làm gì mà dữ vậy? Bác không thích đi bar hả? Đi làm cái gì? Tới ông nội trong đó hả? Còn ba nữa. Bà nghĩ sao? Bà mặc bộ đồ này bà vô quán bar bà làm cái gì đó hả? Thôi được rồi. Hỏi vậy, đang hỏi kìa. Thôi, cái đó từ từ nói sau ha. Nói trả lời đi chứ. Quen bao lâu rồi? Dạ... Ba một tháng. Năm ạ. Là một năm ba tháng đúng không? Không ạ. Không phải, một năm là tính cái thời gian mà hai đứa quen biết thôi. Còn ba tháng mới là chính thức. Rồi quen như vậy á, có tính cái chuyện đám cưới hỏi gì không? Bác hỏi vậy nó bằng thừa. Con là xác định một người đàn ông khi mà đã quen một người phụ nữ là phải xác định cưới bác ạ. Vậy khi nào? Thì con cũng chưa tính được chính xác thời điểm nào và ngày nào. Nhưng mà hiện tại thì trước mắt là cứ yêu đã bác. Con với lại Quyên đang rất là hạnh phúc ạ, vui vẻ ạ. Làm gì á? Con... Làm gì? Để làm gì? Có tôi ở đây mà không vuốt mặt không nể mũi hả? Chờ mua làm gì? Chụp cái gì ở đây đó? Dạ con bị quen á. Tại mỗi khi mà hai đứa cứ phải chạm như thế. À, cái gì? Không, ý là con bị giống như kiểu là hai đứa nắm tay nhau quen rồi đấy. Con quên mất ạ. Dạ bây giờ con hứa con sẽ mỗi lần nắm tay con sẽ xin phép ạ. Con gái tôi nuôi lớn lên chứ không phải là cái gì mà muốn cầm là cầm, muốn nắm là nắm hay chưa? Dạ con biết, con rút kinh nghiệm ạ. Thôi từ bây giờ mà muốn nắm tay Quyên thì con sẽ xin phép bác. Bác cho con được nắm tay Quyên nha. Nè nắm đi. Ngon. Ngón nhau vô. Dạ thôi ạ. Chết. Chết. Xin phép bác à. Con nghe điện thoại ạ. Alo. Má sao ngày nào cũng thế đấy tụi bay. Thế mày làm ăn nó phải chắc chắn nó một chút xíu chứ. Tao không muốn nghe chuyện này nữa. Bà có nghe chưa? Nó chửi thề, nó văn tục. Nó... Móa. Nó chửi ai?
hay là nó đang giận cái chém thớt, nó đang chửi dằn mặt tôi. Trời ơi, ông cứ bình tĩnh, ông coi biết đâu nó nói chuyện với lại nhân viên của nó thì... Tôi đảm bảo tôi nhìn con người thằng này tôi thấy nó không có tốt rồi. Và nhìn đi, xăm mình tùm lum tùm la hết rồi. Và nói chuyện mà đạo đức ở đâu hả? Nói chuyện của người lớn đây mà nó văn tục tùm lum tùm la vậy sao được? Thôi nó nói công chuyện của nó mà ông, có gì ông cứ bình tĩnh rồi nó vô đi ông hỏi chuyện nó. Cái gì công chuyện, có công chuyện là muốn chửi thì sao là chửi hả? Cái thằng này vậy là không được rồi. Chị bác, giờ sao? Quyên, theo quay về, không nói nhiều nữa. Cái gì mà mới tới không về vậy? Ông muốn về ông về mình đi, tôi không có về đâu. Cái gì? Bà không muốn về chứ gì? Được, Quyên, về với ba. Mẹ, mày nói ba một tiếng cho con. Bà, con yên tâm đi. Ở nhà mình á, từ trước tới giờ hễ mà có chuyện gì mà ba với mẹ đồng quan điểm là ba còn quyết. Còn ngược lại, tất cả mọi chuyện gì mà bất đồng quan điểm á, mẹ quyết. Mẹ tôi quyết. Không về. Cái gì? Bà không về. Không về. Con cũng không về. Dạ con. Được. Phản. Gia đình thì phản hết rồi. Nếu mà hai người không về thì tôi ở lại luôn. Không về. Xem sao hả? Định chọc tức tôi giận lên này. Ở lại đây để mà đi đi chơi cái gì đúng không? Mẹ, đúng không? Mẹ ba. Ông này. Đúng cái chuyện gì đó là cứ đông đỏng nhảy lên này y như là ngồi phải lửa vậy đó. Cái gì? Đông đỏng hồi nào? Tôi đông đỏng hồi nào? Từ nãy tôi ngồi yên tôi nói chuyện đông đỏng là như vậy nè, hiểu không? Đó, con thấy ba con đi. Ba, con xin lỗi. Con biết là cái chuyện này á con phải nói cho ba từ sớm, nhưng mà con chưa tìm được thời điểm thích hợp. Con đâu có muốn đâu ba. Nè, Quyên, ba chăm sóc mắt cho con hả? Ba chăm chút từng chút một, dạy con từ thỏ ấu thơ hả? Đọc làm sao, phải cách xa như thế nào, tầm xa như thế nào để mắt con nó tốt tới bây giờ. Cuối cùng sao, con nhìn người vậy sao hả Quyên? Con nhìn con có lời quen của thằng mà không hiểu nó ở cái dạng gì nữa. Nó không phải là dạng vừa đâu. Ba, con đủ lớn để mà con nhìn nhận ra một người nào như thế nào mà ảnh tốt lắm ba. Ảnh học ở Mỹ cho nên là cái tính hơi phóng khoáng một chút thôi. Và con muốn á là ba với lại ảnh có thời gian tìm hiểu lẫn nhau á. Đúng rồi, cái gì cũng phải có thời gian mà ông. Biết đâu ấy, qua một thời gian cái ổng thấy nó tốt còn sao. Cái gì, tôi chẳng bao giờ thấy nó tốt cả. Chỉ có bà thấy nó thôi. Hay là nó mới khen mày đẹp một xíu là bắt đầu bà thích nó rồi đúng không? Ông á, từ xưa tới giờ ở dưới quê ông có bao giờ ông khen tôi được một câu đâu. Sao bây giờ sao, ông còn cấm người ta khen tôi nữa hả? Tôi nói cho bà nghe nha. Yêu thương là ở trong tim, chúng ta trong miệng. Miệng là nói sao gió thoảng mây bay. Còn tim trong tâm. Trời ơi, con mình nó lớn rồi, không lẽ ông không tin tưởng con gái mình sao? Nó quen một thằng gì sao tin tưởng được ha? Trước giờ con chưa có cãi lời ba bao giờ hết. Con nghe lời ba cả. Nhưng mà lần này con mong là ba tôn trọng con. Cái gì? Con dám ăn nói với ba vậy hả Quyên? Hả? Ba không ngờ nuôi con khôn lớn như vậy nè, để tới bây giờ mà con ghi một thằng đàn ông như vậy mà con cãi lời ba, con ba thiệt thất trọng vì con mà. Không phải ba. Dạ, bác bớt nóng bác ơi. Con xin lỗi hai bác, tại tính con nó cứ thoải mái như vậy thôi. Tại con chửi mấy đứa nhỏ, nó làm ăn không có được trách nhiệm. Nhưng mà tụi con sống với nhau nó thoải mái lắm. Tụi con chửi tụi nó như lâu lâu nó cũng chửi lại con à. Mấy anh em chơi nhau cứ chửi nhau qua lại hoài à. Cái đó là bạn của cậu tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm với con gái thôi. Nè, cậu quen bao nhiêu đứa rồi? 50. Nó tính thấy chứ. Ta không nhớ nó thích chứ. Dạ bác ơi, bác hỏi đường đột quá, con không có nhớ. Nhưng mà con xin hứa với bác, Quyên là người con gái cuối cùng của cuộc đời con ạ. Cậu chắc chứ? Dạ con lấy thân của mình ra, con đảm bảo với bác ạ. Đó, ông thấy chưa, con nó đã dám lấy thân ra để đảm bảo rồi. Ông cũng bỏ bớt cái bộ mặt khó coi đó đi, vui vẻ lên cho con nó vui. Mình mới lên gặp con đó mà. Dạ. Vậy sẵn không khí thoải mái như thế này thì tối con dẫn bác đi bar nhá. Dạ. Cái mặt vậy là thoải mái hả? Cái này đang giận. Không có đi bar gì hết trơn á trời á. Dạ thì... Đi nhậu. Ủa? Rồi ông đi nhậu rồi cái hai mẹ con. Tối nay tôi với cậu sẽ nhậu với nhau. Chỉ tôi và cậu thôi. Ủa rồi ông đi nhậu rồi tôi, hai mẹ con tôi thì sao? Con dẫn mẹ đi bar.
Đi đâu? Dạ không, ở nhà. Đúng, ở nhà cho tôi. Chờ tôi với Khoa nhậu xong về rồi tính. Dạ. Rồi, bác cháu vào một cái cho khí thế bác. Vô nữa hả? Vào chứ. Ừ, vô. Bác uống hết ly đi. Rồi, uống hết ly này chắc chắn là tôi sẽ uống hết rồi đó. Nhưng mà hết ly thôi nha. Còn cậu muốn uống nữa cứ kêu bia lên uống nữa đi. Thôi ngưng á. Trời ơi bác ơi, chính bác là người rủ con đi nhậu mà. Nãy giờ con uống hết 5 lon rồi, bác chưa hết một lon. Có một cái ly bác cứ nhấp này, nhả nhấp nhả nhấp nhả. Ủa bác đi nhậu hay bác đi câu cá thế? Cậu không hiểu đâu, mỗi một cái gu. Cái gu tôi không phải là bia, uống nó nhạt nhạt sao? Cái gu tôi là rượu. Nói thiệt cậu, riêng về rượu ngàn chung không say. Bác uống được ngàn chung hả? Một lon bia bác uống mà chưa hết mà ngàn chung cái gì? Đi nhậu mà một người uống một người nhìn thì nhậu làm cái gì? Được, được, tôi chơi cậu đêm nay. Nam vô tủ như kỳ vô phong. Đúng. Dạ. Lại nhấp nữa. Bác mới nói là chơi tới mà em vẫn nhấp như thế là sao? Từ từ nó cũng nhừ mà. Nè, tôi hỏi thầy cậu nghe. Ủa, ba mẹ cậu đang sống đâu, làm nghề gì vậy? Ba mẹ con bên nước ngoài. Có mình con về đây lập nghiệp à? Vậy ông bà không có lo cho cậu à? Có chứ bác. Ba mẹ con là cũng quan tâm con giống như là bác quan tâm Quyên vậy đó. Nhưng mà con nghĩ là một người đàn ông ấy thì phải có sự tự lập. Bây giờ con trưởng thành rồi. Với lại bên nước ngoài ấy, sau khi ngừng bú sữa mẹ là người ta tự lập rồi. Cho nên là mình sống phải có những cái quan điểm rõ nét như thế bác ạ. Chứ mà đừng có ôm ấp rồi nuông chiều nó quá, rồi sau này nó không lớn được. Nói giống như là cậu có con rồi vậy đó hả? Thì mỗi người một quan điểm thôi bác. Với lại thôi thì hôm nay cũng có ít bia trong người rồi. Bây giờ con nói cho bác nghe một cái bí mật này. Nhưng bác phải hứa với con là không được nói với ai nha. Bí mật dữ vậy luôn hả? Đưa tay đây bác. Làm gì? Móc léo. Trò này ngày xưa bác cũng chơi mà. Hứa là không được nói với ai nha bác. Rồi. Nè con gái. Dạ? Nói cho mẹ nghe coi. Con thích được Khoa ở điểm nào? Anh Khoa hả? Ừ. Con thích anh Khoa ở cái nét, nét riêng của anh. Ừ. Anh tuyệt vời giống như là ba con vậy. Đúng mẹ. Nè, để ngày mai á, mẹ dắt con đi khám lại mắt nha. Chứ cái gì ba con mà tuyệt vời. Đúng không ạ? Bà mới nói gì đó? Ờ, tôi đâu nói gì đâu. Con nghe hết đó nha. Ngồi. Da là da thính lắm nghe. Thính mà. Để từ từ, để nám sát thôi hả? Nói quá à. Nhậu cái gì mà dữ vậy? Ba, ba vừa mới đi nhậu về mà rồi. Rồi hai người nói chuyện gì vậy? Rồi anh Khoa đâu? Nè, ba chỉ nói còn một điều. Thật sự từ lúc mà bước chân lên Sài Gòn, ba cảm thấy ba rất là hoang mang, hoảng sợ. Sao vậy? Ba cái cảm giác ba như là một con nai vàng ngơ ngác mà lạc vào chốn rừng dài. Đi đâu cũng sợ sệt hết. Nghe ba nói. Dạ. Thằng Khoa không hợp với con. Chấm dứt đi. Nè, ông nói là sao chứ, tôi thấy thằng nhỏ cũng được mà. Ông có ác cảm với nó ba quá. Ba im đi. Ba biết cái gì mà nói. Ba biết con gái mình là tôi cưng như cưng trứng mà hưng như hưng qua. Biết. Hả? Cưng chiều con như báu vật vậy đó. Nhưng bây giờ tôi cảm giác một điều gì. Tôi chuẩn bị mất nó rồi. Mất cục vàng của tôi rồi. Mày hiểu không? Mất vào tay ai cũng không tức. Mất vào thằng chip hâu như vậy. Ba, con yêu ba. Nhưng mà Con cũng yêu anh Khoa. Nhưng mà hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Ba đừng có so sánh như vậy ba. Ba hiểu rồi. Con giờ đủ lông đủ cánh nè, mọc đầy đủ hết nè. Ba, muốn bay nào bay đúng không? Đâu có còn nghe lời thằng cha này nữa. Còn ba thở dài cái gì?
Từ lúc tôi giờ là bỏ cái quê mà lên phố tới giờ tôi thấy bà nha. Bắt đầu quen cái những tiếng tung hô rồi khen ngợi rồi nữa. Bà đâu còn coi thằng chồng bà ra cái gì nữa, đúng không? Đó, đó. Đụng tới là bắt đầu giật nảy rồi đó. Ông đó nha, mẹ con tôi là lúc nào cũng coi ông như là hả cây tùng cây bắp, nam di đại trượng phu trong gia đình. Ai mà dám nghĩ ông sao đâu mà. Thôi nè, đi nghỉ đi. Giờ ông nói cái gì cũng nghe hết ha. Mẹ con tôi nghe theo hết luôn á. Nhớ nha. Nhớ. Thôi giờ đừng bao giờ nghĩ là tôi là lớn tuổi già nữa, không biết gì nha. Tôi vẫn là cây tùng cây bắp. Rồi rồi. Cây bắp. Thôi đi nghỉ đi nghỉ. Đúng không? Ủa. Vậy thôi. Rồi bây giờ cây tùng có đi về phòng được không? Được. Nào thì đi. Trời đất ơi. Từ từ, bà để tôi tự đi được. Còn con cũng đi ngủ đi. Ok bà. Ây da. Ây da, đau, con đau bụng. Ây da, đau bụng đi vệ sinh rồi đi ngủ. Bye bye mẹ mẹ. Ây da. Bà thấy con gái mình nó lớn, đủ trí khôn, nhưng mà nó không hiểu một điều là trứng đừng bao giờ khôn hơn vịt. Cái toilet ở hướng này mà nó kêu đau bụng mà đi hướng này ra ngoài cửa, bà thấy không? Em Lai. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Trời ơi, làm anh giật hết mình à? Tan. Hả? Bình thường thì được, hôm nay có ba em. Bà đâu có thấy đâu. Nhưng mà em lá to. Nhưng mà chúng ta đã hứa là trước khi mà đi ngủ là phải ôm và hôn nhau rồi mà. Trời ơi. Ôi trời. Cậu định làm gì con gái tôi đây? Dạ tụi con chỉ định chả một nụ hôn ạ. Đúng không có gì, cậu chấn vô từ như cậu đè xét. Chấn là gì mà cậu nói là định hôn à? À cậu dạ. định giết luôn chứ chấn. Không hôn kiểu vậy nó mới cơ mạnh và cảm xúc ạ. Dạ tại tụi con hứa với nhau là mỗi tối phải hôn nhau một phát ạ. Dạ. Ai cho cậu hôn? Dạ con quên là còn có bác ạ. Dạ nếu mà bác khó quá thì dạ con xin được bỏ cái điều hứa đó ạ. Tôi nói cho cậu biết nha, từ hồi nãy đến giờ tôi với giả bộ tôi xỉn, tôi xem cậu thái độ như thế nào chưa. Đừng có tưởng tôi xỉn thật là muốn làm gì làm. Anh về nhá, ngày mai hẹn em ở quán cà phê tình yêu nha. Dạ con xin phép bác ạ, chúc bác ngủ ngon ạ. Ngủ yên giấc nha bác. Nó mới làm cái trò quái quỷ gì vậy? Nó không lên má ta. Trời ơi, bao nhiêu năm chơi gìn giữ mà gì mất cái chinh trắng gì thằng quỷ này. Trời má ơi. Em à, làm mẹ ảo con anh nhá. Nghe nó bị thô quá ta. Em à, cưới nhau rồi đẻ nhá. Sao nó cứ đẻ đái quá vậy ta? Nghe nó bị thiếu lãng mạn. Em à, đưa ngón tay đây, anh đút nhẫn vào nhá. Sao nó lại cứ khô thế nhỉ? Sao mình coi trên phim mấy cái pha mà nó cầu hôn nó lãng mạn lắm mà ta? À, thiếu sự chân thành. Em à, làm vợ anh nha. Wow, anh cầu hôn em hả? Ủa cô đâu phóng ra vậy cô? Cho em xin phép ngồi đây được không? Cảm ơn anh nha. Cô ngồi luôn rồi còn xin phép gì nữa? Em quên, cảm ơn anh. Ủa tôi chưa nói là cho cô ngồi mà. Không lẽ bây giờ anh tính toán chỗ ngồi với một người con gái xinh đẹp như em sao? À, không phải là tính toán. Nhưng mà ý là cái ghế này có người ngồi rồi. Và người đó là một người vô cùng đặc biệt với tôi. Với lại cái khoảng không gian này là tôi đã đặt trước rồi. Và nó sẽ là một cái khoảng không gian nó cũng là vô cùng đặc biệt với tôi luôn. Cho nên là cô thông cảm nhá. Nhưng mà em thích ngồi đây à.
Giờ đây còn quá trời chỗ mà. Nói chứ em giỡn, để em đi liền. Cảm ơn cô. Ây da, ui cha, ui cha. Xin lỗi anh nha, em bị dắt té. Ôi mặt anh dính gì kìa. Ây da, ui cha. Ủa, tự nhiên ôm thì hôn tôi là sao hả? Thì tại vì em thích anh. Em thấy anh phong cách quá trời, cho nên em hôn. Vậy thôi, có gì đâu. Ủa, cô thích là vào cô lao vào cục ăn người ta vậy luôn hả? Tôi xương lắm á, khó ăn lắm á. Em cũng thích ăn xương lắm á. Quyên ơi, Quyên. Anh. Quyên à, đợi nghe anh nói. Ôi chà. Trời ơi, nghe anh nói mà. Quyên, làm gì mà em bỏ chạy với em? Em không bỏ chạy. Để mà đứng nhìn anh với người khác tình tứ với nhau hả? Không có đâu, em hiểu lầm rồi mà. Người đó anh đâu biết là ai đâu. Hiểu lầm. Anh hẹn em tới đây, anh bảo là anh sẽ nói cho em một bí mật. Bí mật của anh là để cho em nhìn thấy anh ôm hôn người khác hả? Không có mà. Nghe anh giải thích. Quyên ơi, anh đừng nói gì nữa, đủ rồi. Quyên ơi. Quyên ơi, ai nhỉ? Quyên. Trời ơi. Quyên ơi. Ủa, con. Con nói con đi chơi với anh Khoa rồi, sao tự nhiên về đây rồi? Khoa đâu? Sao vậy? Sao khóc vậy? Mẹ đừng nhắc tới cái tên nó nữa. Trời đất ơi, nó làm gì con gái mẹ khóc vậy? Ủa? Hả? Sao vậy? Thằng Khoa là con buồn hả con? Con lại nói là đừng có nhắc tới cái tên nó nữa. Nhưng mà có chuyện gì? Có cái chuyện gì? Gì phải nói thì mới biết. Mà để tôi nói chuyện coi. Trời đất ơi ông. Thì là chắc chắn là Khoa là con buồn đúng không? Nó bước tới nhà này nha, đập cho mặt nó đó. Trời ơi, có cái gì ông thì rất tỉnh tỉnh nè. Đừng mẹ. Đừng cái gì đừng. Bà nói rồi, bất cứ. Dạ, con chào hai bác ạ. Có chuyện gì vậy con? Cậu làm gì con gái tôi vậy, hả? Dạ, chỉ là hiểu lầm thôi bác à. Quyên à, đi với anh. Tôi không có gì nói với anh hết đó. Em không có nhưng mà anh có. Tại sao em không nghe anh giải thích chứ? Đây, đi với anh một xíu em. Để tôi yên. Bây giờ em không đi đúng không? Rồi, anh bế em đi. Anh điên hả? Bà bước vào đây. Đúng, anh đang điên rồi đó. Yêu em muốn phát điên rồi đó. Tại sao em không nghe anh giải thích chứ? Tôi không muốn nghe anh nói một cái gì hết. Cậu nghe chưa? Con gái tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nó không muốn nghe cậu giải thích bất cứ thứ gì nữa cả. Và bản thân tôi cũng vậy. Tôi không đồng ý cái cuộc tình giữa cậu và con gái tôi. Cậu đi về đi. Anh về đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Quyên à. Quyên à, Quyên. Quyên à. Quyên à, mở cửa cho anh Quyên ơi. Quyên. Thôi con à, tâm trạng nó đang như vậy á, nó sẽ không nghe con nói đâu. Thôi để cho nó bình tĩnh lại rồi có chuyện gì nói sau. Đừng có nói trước nói sau vậy đó. Tốt nhất là không nên nói gì cả nha. Bây giờ cậu nhìn đi. Con gái tôi nó thà vô trong cái toilet để đi nhìn cái bồn cầu còn hơn là nhìn cái mặt cậu. Là cậu hiểu như thế nào rồi. Cậu về đi. Quyên à, có thể bây giờ em coi mặt anh không mặc cái bồn cầu, nhưng mà anh chỉ muốn nói với em một điều là anh không bao giờ phản bội em. Em đừng có nghĩ oan anh như thế mà. Sao? Con xin phép hai bác ạ. Không tiện. Quyên, nghe lời ba, thay bộ đồ mới nha, đi với ba, với mẹ vô quán ba mình quẩy một trận gọi là tơi bời qua lá nó luôn, được không? Con mệt lắm, ba mẹ đi quẩy một mình đi. Khóc lóc bây giờ có giải quyết vấn đề gì không hả? Chả lẽ gì một thằng như dạng vậy mà con phải khóc lóc hết nước mắt gì đó sao? Trên đời này chỉ có mình nữa là đàn ông sao hả? Còn thiếu gì người tốt? Về quê đi, ba giới thiệu cho. Nè, thằng Hiếu nè, thằng Vũ Cận nè, thằng Nhái, thằng Đen nè, thằng Khánh Sẹt nè. Biết bao nhiêu rồi. Thôi đi, để con yên đi, con mệt lắm rồi, ba mẹ ra ngoài đi. Ông à, hay là mình đưa con về quê đi. Về dưới đó không khí trong lành,
xa cách trên đây một thời gian sẽ giúp nó quên đi. Dạ, con mời bác uống nước. Cảm ơn cậu. Hôm nay tôi tới á là có chút việc muốn nhờ cậu. Dạ. Con gái tôi á được gia đình tôi nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, cưng chiều nó, coi nó như báu vật vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn thuộc về tôi nữa, mà là thuộc về cậu. Hôm nay tôi tới đây á để xin cậu hãy buông tha con gái tôi, hãy để nó trở về với gia đình của chúng tôi, được chứ? Bác à, là một người cha ấy, không bao giờ phải xin phép bất cứ một điều gì bác à. Bác chỉ cần ra lệnh thôi. Bác yên tâm đi, từ nay Quyên sẽ mãi mãi thuộc về hai bác. Cảm ơn cậu để hiểu gia đình chúng tôi. Dạ. Người ta hay nói là yêu nhau một cách mù quáng hả bác? Và hai đứa con cũng đã yêu nhau mù quáng. Nhưng mà thật sự là con, tới ngày hôm nay con ngồi đây với bác, con cũng khẳng định với bác là con chưa bao giờ làm tổn thương Quyên hay là làm hại bất cứ một ai hết. Con chỉ không hiểu tại sao lại có người muốn hại con. Nhưng mà bác yên tâm đi, con hứa với bác, con sẽ chứng minh cho bác và Quyên thấy tình yêu của con dành cho Quyên là chân thành bác ạ. Cảm ơn nha, nhưng rất tiếc là tôi không muốn thấy điều đó. Chào cậu. Rầu hết sức vậy đó. Con gái ông á, nó đau khổ trong nhà thì ông không lo. Ông có tối ngày ông lo ba cái cây của ông không à? Ông có biết là từ hôm nó về tới giờ á, nó khóc biết bao nhiêu là nước mắt không? Nhìn con nhỏ khóc tới gầy cả người á, mà xót xa gì đâu á. Ai mà như ông. Bà làm cho tôi cũng xót hả? Tôi cũng xót lắm chứ. Mà biết sao vậy? Sáng cũng khóc, ngày cũng khóc, tối cũng khóc, lúc nào cũng khóc. Hình như kiếp trước là người khóc mướn sao? Trời đất ơi, chứ nó khóc là vì ai? Chứ không phải vì ông hả? Ông ngăn cản nó rồi. Ông mà không ngăn cản sao nó khóc? Bà đợi đó, bà chờ tôi. Đây. Tôi ngăn cấm nó là vì sao? Là vì ai? Là vì nó. Thà để nó đau một lần thôi, còn để nó đau dài dài. Bà không nghe người ta nói hả? Nói bài gì? Hát người ta hát thôi. Thà đau, đau một lần thôi, thôi còn hơn cứ đau dài dài. Phải rồi, ông hay quá. Ông thì xót vì con, ông cứ để cho nó khóc đi. Thà là như vậy, hiểu chưa? Còn hơn để nó quen cái thằng mà giống như là nhìn cái mặt nó giống là đúng là dạng mà cô hồn các đảng á, hiểu trời không? Trời đất ơi, ông nói cái gì vậy? Ông mới gặp con người ta có lần mà ông nói nó cô hồn là sao? Nhìn là biết rồi, hiểu chưa? Nhìn cách xăm mình, rồi cách ăn nói, rồi cách ăn mặc là biết rồi. Nhưng mà đâu phải là ai mà xăm mình là cũng vậy đâu ông. Cô chú, coi nè, hai con dẫn quý nhân của nhà mình tới nè. Ai vậy cô? Ủa? Dạ, con chào hai bác ạ. Ai chào cậu? Hả? Ấy bác ơi, con là người nhỏ, khi gặp người lớn là phải có cái lời chào chứ bác. Con là thanh niên sống một cách lịch sự mà. Ví dụ như là con nay con xuống dưới đây có công việc thì biết là bác ở đây thì con qua con chào bác. Công nhận mấy ngày không gặp mà hai bác thấy bớt đẹp ha. À chết nhập, bớt xấu. À dạ bác, cho con gặp vợ tương lai của con à. Ai vậy tương lai của cậu? À thì... Ủa gì vợ tương lai? Ủa sao con biết vậy vậy? Biết cái gì? Biết gì hả? Mày đó, ai kiểu mày nhắc tới đây hả? Vậy chú nói gì kỳ vậy? Này là quý nhân của xã mình mà, kêu con dắt tới thì con dắt chứ sao? Ủa là sao con? Quý nhân là sao? Chú nhớ con nói mà cái người mà đại gia nhiều tiền, đẹp trai cao to mà xây nhà tình thương không? Không những vậy nha, ảnh xây nhà tình thương xong rồi ảnh còn lấy tiền ảnh cho bà con nghèo trong xã mình để mà có vốn làm ăn nữa. Trời ơi, ảnh nè, có... Nè, mày bị chồng mà đánh riết rồi mày bị long não luôn hả? Mày bị mù luôn hả? Mà nhìn sao cái tướng nó vậy mà kêu là đẹp trai cao to hả? Tao nhìn nó y như thằng cùi hủi vậy đó. Trời ơi em,
Anh đã nói là em đừng có đi đâu em kể mấy cái chuyện làm cái gì. Anh làm ba cái chuyện này đâu phải là để khoe khoang hay gì đâu. Thì dạ thì cũng may mắn là hôm nay con về đây con làm từ thiện thì cũng trùng hợp là lại là quê hương của Quyên ạ. Thật sự là cái lúc mà bác dẫn Quyên đi là con giống như bị suy sụp luôn. Con giống như là không biết mình đang làm cái gì nữa. Không biết mình phải làm cái gì và mình sẽ làm thế nào để tìm được Quyên. Con lục tung tất cả các mối quan hệ mà tìm không ra. Nhưng mà hôm nay về đây thì may mắn lại là đúng là quê hương của Quyên. Cái này người ta gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng đó bác. Con tưởng con Quyên đâu nó ế rồi, ai về nó có phước thiệt luôn á. Anh về đi. Ôi vợ tôi. Dù anh có làm gì á thì cũng không thay đổi được cái việc anh phản bội tôi đâu. Em bình tĩnh đi, anh phản bội em hồi nào? Cái đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Làm sao mà một thằng như anh có thể phản bội em được chứ em? Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi. Mà cho dù anh có làm gì đi nữa thì em cũng không bao giờ được hành hạ thân xác của mình như thế này. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà sao mà để đầu bù tóc rối rồi cây cối hoa lá nó mọc hết lên đầu ấy hả? Đây không phải là cây cối hoa lá đâu. Đây là sừng anh cắm lên đầu tôi đó. Dừa. Sừng nào mà mọc nhanh thế em? Hai đứa mình yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà chứ đâu phải là ngày một, ngày hai. Em thừa biết tính anh rất là thẳng tính và anh không bao giờ mà anh làm ba cái chuyện bậy bạ đó bên ngoài đâu. Anh nói thật nha, mấy nay anh suy nghĩ rồi. Chắc chắn là có một cái thằng nào đó ấy, nó là đối thủ, là địch thủ của anh, nó gài anh. Chứ anh không hề biết con nhỏ này con nào. Anh đang điều tra, anh nói thật với em nhé. Anh mà biết nó là thằng nào ấy, anh gặp ở đâu anh đập nó ở đó. Con. Dạ. Cho ba góp ý con gái. Đừng có nóng nảy quá, đôi khi phải tìm hiểu sự việc. Dạ. Chứ là có đôi khi gì khi người ta làm một cái lý do đó người ta mới làm dạ, vậy dạ, đúng không? Con hiểu bác, tính con thì cũng không phải là nóng đâu. Nhưng mà con sống rất thẳng bác ạ. Mà khi thẳng là mình chơi phải tới luôn bác. Thằng này nó muốn phá hạnh phúc của con thì con gặp nó làm sao mà con không đập nó được bác? Tình địch. Ý anh nói là tôi phản bội anh á hả? Nè, tôi nói cho anh biết, không cần anh phải ra tay đâu. Tôi mà gặp cái thằng đó hả, tôi cũng đánh bể mặt nó cho anh xem. Nếu vậy thì nếu gặp nó ở đâu, hai đứa mình đập nó ở đó. Dậy muốn không chứ. Đây, mặt nó đây. Đánh đi, đánh bể đi. Là sao ba? Ủa? Tao làm đó. Ngày mai con sẽ cầu hôn Quyên bác ạ. Cầu hôn Quyên hả? Dạ. Con Quyên nó có đồng ý không mà cậu cầu hôn đó? Ôi tụi con yêu nhau, Quyên con yêu con thật lòng như thế thì làm sao mà không đồng ý được bác. Nhưng mà lỡ tôi không đồng ý thì sao? Con nói cái bí mật này ra chủ yếu là nghe được một cái lời chúc phúc từ bác. Còn không lẽ bác vô tình với con như thế? Vô đi bác, vào đi. Hết luôn rồi, bác hết đi, con gọi Long mới. Phải gấp chứ, ra để đưa cô mà. Cảm ơn anh nhiều nha. Nè, tôi không phải dừng đó đâu nha. Người tôi mở không à. Thì lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng ngon. Dạ không bỏ, nhỏ hơn tha luôn hả? Đã nói là thay đổi khẩu vị mà. Tôi lại cô. Tôi ghét hả? Tại sao ba lại làm như vậy? Tại sao ba lại đối xử với con anh Khoa như vậy? Anh à, bình tĩnh em. Okay. Ai thì mình đập được chứ người này không có đập được đâu. Bình tĩnh lại. Không. Em xin lỗi anh á. Không phải đập ba. Trời ơi, em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Lỗi này là của ba mà. À, không ý con nói là ba làm thế này, tất cả cái gì ba làm thế này là vì ba thương em thôi chứ không có gì hết đâu. Dạ không sao đâu bác ơi, con hiểu là bác cũng có thành kiến với con nhưng mà bác yên tâm đi ạ, con sẽ dùng cái tấm chân tình của mình để chứng minh cho bác con yêu Quyên thật lòng ạ, con sẽ mang lại hạnh phúc cho Quyên ạ. Nghe thì tốt. Anh đi vội quá không có kịp mua nhẫn kim cương. Nhưng mà trên đường tới đây, anh có kết một chiếc nhẫn cỏ. Em đừng có vì nhẫn cỏ
mà từ chối anh nha. Làm vợ anh nhé. Nguyên, trời ơi, mình xỏ vô lẹ đi. Trời ơi, sắp hết. Thì anh đút nhẫn vào nha. Này đúng cái danh từ nó nói chuyện sao nghe khó chịu quá ha. Đút nhẫn vào. À, Khoa này, con bước qua đây. Đối diện bà nói chuyện còn chút xíu. Dạ. Dạ, con đang đứng thẳng để nghe ba nói thẳng đây ạ. Khoa, người đầu tiên nắm tay con gái ba, đó chính là bà, không phải là con. Dạ. Người đầu tiên hôn con gái ba cũng chính là ba, chứ không phải là con. Dạ, chắc chắn rồi ba. Và người đầu tiên bảo vệ con gái ba cũng chính là ba, không phải là con. Dạ đúng ạ. Ừ. Nhưng mà người đi cùng con bé đến suốt cuộc đời lại chính là con chứ không phải là ba. Sau này nếu như con không còn yêu thương nó nữa, đừng bắt nạt nó, đừng đánh đập nó, đừng chửi rủa gì nó cả, và cũng đừng nói với nó bất cứ điều gì, mà hãy nói với ba. Ba sẽ tới đưa con gái ba về nhà, vì nó là báu vật của ba. Dạ thưa ba, trên trái đất này món quà quý giá nhất ấy là tình thương của người cha dành cho con mình. Nhưng mà ba yên tâm đi, sẽ không có ngày đó xảy ra đâu. Rảnh rảnh ba lên chơi thôi, chứ không có chuyện ba phải lên để đón Quyên về đâu ba. Con hứa với ba, bằng sự chân thành của mình, con sẽ mang hạnh phúc cho Quyên ba. Cảm ơn con. Tới luôn con.